Now that business is conducted in coffee shops and across time zones, it helps to have all your important files whenever you need them. That's where OneDrive, the intelligent files app for Microsoft 365, comes in. With OneDrive, everything is backed up, secured, and protected. View and access all files from any device on desktop, web, and mobile apps. Share and work together with anyone, whether you're on the go or in the office. Collaborate with people inside and outside your organization using real-time co-authoring and other helpful features like at mentions and comments. Plus, intelligent search and discovery helps you find things fast and even offers personalized recommendations. With OneDrive and Microsoft 365, you can be more flexible, more collaborative, and more productive, empowering you to achieve wherever work takes you. And so is this. And this. And this. Now any device can be a cloud PC with Windows 365. Hybrid work is here. With Windows in the cloud, embrace flexibility in how, when, and where you work. Streaming your personalized Windows experience from the Microsoft cloud. Your cloud PC is always current, so pick up where you left off. All your apps, content, and settings are ready wherever your work takes you. Integrated management and security with everything in the cloud. Get on-demand to meet your needs with company-owned or personal devices. All one seamless experience that's just a few clicks to deploy. The world of work has changed, so we're changing how you get Windows. Streamed from the cloud to any device to unlock your business's full potential. Hybrid Windows for a hybrid world. Welcome to Windows 365. Already done so much with your business, and we've created Microsoft 365 Business to help you take it even further. This complete integrated solution helps you securely run and grow your business by bringing together the best in-class productivity of Office 365 and sophisticated security and device management tools. You and your employees can be more productive and work better together with office apps, email, cloud storage, and a hub for teamwork. You get apps designed to help you build your business by engaging and attracting customers and simplifying processes. It comes with built-in tools that let you manage access to your data, keep sensitive data safe, and keep your business compliant and protected against threats. And it's simple to set up and manage your devices and data. With Microsoft 365 Business, you have one subscription that powers teamwork, helps you grow, and gives you peace of mind, letting you focus on the most important work so you can achieve more every day. Business is conducted in coffee shops and across time zones, it helps to have all your important files whenever you need them.
That's where OneDrive, the intelligent files app for Microsoft 365, comes in. With OneDrive, everything is backed up, secured, and protected. View and access all files from any device on desktop, web, and mobile apps. Share and work together with anyone, whether you're on the go or in the office. Collaborate with people inside and outside your organization using real-time co-authoring and other helpful features like at mentions and comments. Plus, intelligent search and discovery helps you find things fast and even offers personalized recommendations. With OneDrive and Microsoft 365, you can be more flexible, more collaborative, and more productive, empowering you to achieve wherever work takes you. PC. And so is this. And this. And this. Now any device can be a cloud PC with Windows 365. Hybrid work is here. With Windows in the cloud, embrace flexibility in how, when, and where you work. Streaming your personalized Windows experience from the Microsoft cloud. Your cloud PC is always current, so pick up where you left off. Trial. Trial. Xin chào anh chị đang có mặt tại hội thảo trực tuyến của Mắt Bảo phối hợp với Tech Data và Microsoft trên Microsoft Teams ngày hôm nay. Hội thảo trực tuyến với chủ đề từng bước triển khai Microsoft 365 nâng cao hiệu quả làm việc cho doanh nghiệp được phối hợp tổ chức bởi Mắt Bảo, Microsoft và Tech Data chính là nội dung giúp khách hàng có nhu cầu sử dụng gói Microsoft 365 có thể dễ dàng tiếp cận hơn với dịch vụ này cũng như nhận được sự hỗ trợ tối đa nhất từ đội ngũ của Mắt Bảo. Microsoft 365 không mấy xa lạ đối với những doanh nghiệp từng bước triển khai các hình thức làm việc từ xa, gần gũi hơn từ các phần mềm như Outlook, PowerPoint, Word, Excel hay quen thuộc trong những năm gần đây chính là Microsoft Teams, được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Và Microsoft 365 chính là giải pháp tập hợp các phần mềm ứng dụng văn phòng vừa được nêu trên và vận hành trên nền tảng điện toán đám mây toàn cầu, giúp doanh nghiệp hoàn thành công việc với hiệu suất cao và vẫn đảm bảo tính bảo mật hàng đầu. Thì thông qua buổi hội thảo ngày hôm nay với những chia sẻ từ diễn giả đại diện Mắt Bảo và đại diện từ Tech Data Microsoft, các doanh nghiệp nói chung cũng như các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về Microsoft 365 nói riêng sẽ hiểu được cách triển khai Microsoft 365, khai thác triệt để và hiệu quả trong quá trình triển khai cho doanh nghiệp và các gói dịch vụ Microsoft 365 phù hợp với từng quy mô doanh nghiệp. Thì và chia sẻ và đồng hành trong buổi hội thảo lần này của chúng ta sẽ được nghe những chia sẻ từ hai diễn giả, anh Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu, Solution Consultant đại diện Tech Data Microsoft, chị Trương Thị Thùy Vân, Sales Manager đại diện Mắt Bảo, và anh Phan Minh Nga, Microsoft Product Manager đại diện Mắt Bảo. Rất cảm ơn các anh chị về sự góp mặt trong hội thảo lần này. Thì quý khán giả lưu ý, ở trong phần video giới thiệu thì em đã có lưu ý các anh chị là trong suốt thời gian chương trình được diễn ra, tại một chat của Microsoft Teams, quý khán giả có thể đặt được những câu hỏi cho diễn giả, những thắc mắc mà mình đang quan tâm về Microsoft Teams. Thì nếu như quý khán giả có nhu cầu tương tác với diễn giả bằng micro hay hãy nhấn vào nút giơ tay, các diễn giả sẽ dành thời gian thảo luận và cùng trao đổi, giải đáp cho quý vị. Và ở cuối chương trình ngày hôm nay, ngoài những chia sẻ quý báu từ ba diễn giả của chúng ta là phần quà hấp dẫn cho khách hàng may mắn ở cuối chương trình, thì để không bỏ lỡ cơ hội may mắn của mình, mời quý khán giả sẽ cùng nán lại với chúng tôi cho đến hết chương trình ngày hôm nay ha. Thì trước khi chương trình bắt đầu thì em xin mời anh Lê Trung Hiếu, đang giữ vị trí Partner Commercial Trainer
đến đại diện từ Microsoft phát biểu đôi lời trước khi chương trình ngày hôm nay bắt đầu ạ. Dạ em mời anh Hiếu ạ. Vâng, mọi người thông cảm đợi tí xíu là anh Trung Hiếu sẽ bắt đang bị mất kết nối, sẽ quay trở lại ngay ạ. Dạ vâng, thì trong thời gian chờ đợi thì mọi người có những câu hỏi nào mà muốn gửi đến diễn giả về việc triển khai sản phẩm Microsoft 365 tại doanh nghiệp thì có thể đặt câu hỏi trước ở cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Và ngoài ra, dạ vâng, hình như tiếng của em vẫn còn nhỏ đúng không mọi người, để em kiểm tra lại đường truyền. Dạ vâng, thì không biết tiếng của mọi người đã nghe rõ chưa ạ? Thì em đã vừa kiểm tra lại microphone đó, thì mọi người có thể comment cho phần chat để em biết được tình hình của mọi người về đường truyền cũng như hình ảnh của chương trình nha. Ok. Rồi, anh Lê Trung Hiếu. Rồi. Xin chào tất cả các anh chị. Sorry các anh chị là Hiếu có một số cái gặp sự cố với cái kết nối internet của mình đó, cho nên Hiếu vừa phải chuyển qua một cái line internet khác để mà truy cập lại. Thì cũng sorry các anh chị rất là nhiều để các anh chị phải đợi chờ đợi lâu ha. Thì trước khi bắt đầu thì Hiếu xin phép là mình có một cái đôi lời chia sẻ ngắn, và thì Hiếu cũng có một cái phần trình bày gọi là khoảng cỡ vài slide nhỏ nhỏ. Rồi, thì Hiếu cũng xin tự giới thiệu một chút xíu trước khi mình bắt đầu cái nội dung ngày hôm nay. Thì Hiếu thì là một cái thành viên cũng mới của cái team Cloud của Microsoft, thì cũng mới tham gia team Cloud khoảng cỡ tầm nửa tháng. Thì ngày hôm nay thì Hiếu cũng có một cái buổi webinar và rất là vui mừng khi được cùng các anh chị đối tác và khách hàng của Microsoft tham gia cái buổi webinar về một cái chủ đề rất là hay về chuyển đổi số, về làm sao để tận dụng được những cái nền tảng Microsoft 365 trong cái môi trường doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Thì nói về cái việc mà gọi là chuyển đổi số cũng như là về những cái giải pháp mà môi trường làm việc hiện đại như chúng ta hiện nay á, thì các anh chị cũng thấy là để mà thực hiện được cái quá trình mà chuyển đổi số một cách nó gọi là đồng bộ với nhau á, thì nó thực sự là một cái câu chuyện cũng không phải là đơn giản đâu. Mà chúng ta không phải là chỉ tập trung vào cái vấn đề công nghệ không, mà chúng ta cũng sẽ tập trung vào rất là nhiều cái yếu tố khác nữa, đó là về con người đúng không ạ, về những cái những đội nhóm trong cái doanh nghiệp của chúng ta, và đặc biệt đó chính là chúng ta làm sao chúng ta xây dựng được một cái tổ chức của chúng ta một cách lớn mạnh nhất có thể, và vận dụng những cái công nghệ mà chúng ta đang có để có thể tối ưu hóa cái vấn đề mà sử dụng trong doanh nghiệp của chúng ta. Như vậy thì đối với Microsoft thì sao? Microsoft cung cấp cho các anh chị những cái giải pháp rất là đáp ứng được đầy đủ tất cả các nhu cầu của mọi cái đối tượng doanh nghiệp khác nhau, để các anh chị có thể là cùng nhau có thể cùng sử dụng những cái công cụ này để cái phát triển cái doanh nghiệp của mình, giúp nâng tầm những cái nhân sự ở trong công ty, cũng như là giúp cho họ có thể sử dụng những công cụ này để có thể kết nối làm việc với khách hàng một cách gọi là dễ dàng nhất có thể. Thì nói về cái giải pháp mà gọi là
là Microsoft 365 của giải pháp Microsoft 365 của Microsoft thì chúng tôi không chỉ tập trung vào mặt công nghệ không không đâu, chúng ta tập trung vào cái việc mà xây dựng cái gọi là những gì mà gọi là về con người, về đội ngũ và về cả tổ chức nữa. Và đây là một cái giải pháp mà chúng tôi rất là tự hào có thể là mang đến những cái gọi là những cái trải nghiệm rất là mạnh mẽ, những cái trải nghiệm mới dành cho những người dùng về tất cả mọi cái khía cạnh. Thì ngày hôm nay thì các chuyên gia của Tech Data, các chuyên gia của Mắt Bảo sẽ cùng chia sẻ cho các anh chị tất cả mọi cái chi tiết liên quan tới những cái gọi là những cái lợi ích mà những khách hàng, những cái đối tác của chúng ta khi kinh doanh cái sản phẩm Microsoft 365 sẽ nhận được khi sẽ nhận được đối với cái gọi là đối với cái gói sản phẩm này. Thì Hiếu thì hiện nay thì phụ trách về cái phần gọi là liên quan tới về công nghệ, dành công nghệ và sẽ cùng với những cái anh chị em đối tác của Microsoft, cụ thể trong trường hợp này đó chính là các anh chị về Tech Data, các anh chị về Mắt Bảo sẽ cùng đồng hành với các khách hàng của Microsoft để làm sao giúp cho các khách hàng của Microsoft sẽ cùng lớn mạnh hơn về mặt công nghệ, có thể ứng dụng những cái giải pháp của Microsoft để mà có thể là đem đến những cái trải nghiệm mới, những cái hiệu quả hơn trong cái công việc, cũng như là làm sao để tăng cường cái khả năng bảo mật của các doanh nghiệp để tránh được những cái cuộc tấn công mạng mà gọi là đang ngày càng phát triển như hiện tại. Thì lời cuối cùng thì Hiếu cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đối tác của Microsoft, của Tech Data và Mắt Bảo đã tham gia cái buổi webinar ngày hôm nay. Và Hiếu cũng xin phép nhường lời lại cho MC để cùng chúng ta cùng sẽ chuyển qua những cái nội dung rất là thú vị mà các chuyên gia của Tech Data, của Mắt Bảo sẽ cùng chia sẻ với các anh chị ngay sau đây về những cái cách thức mà cái giải pháp Microsoft 365 sẽ giúp thay đổi cái cách mà chúng ta làm việc, cái cách chúng ta cộng tác trong một cái môi trường mà làm việc mà có quá nhiều cái sự thay đổi như hiện tại. Lần nữa thì cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Dạ rồi, thì em cảm ơn phần chia sẻ mở đầu của anh Lê Trung Hiếu. Và đúng như anh Hiếu vừa trình bày thì Microsoft 365 sẽ là một giải pháp mà sẽ thay đổi tất cả các cách làm việc trong thời đại mới của chúng ta. Thì vậy để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua về việc vì sao nên lựa chọn Microsoft 365 và vì sao Microsoft 365 lại phù hợp với xu thế hiện nay. Và về phần này thì em nghĩ rằng chị Trương Thị Thùy Vân với vị trí Sales Manager ở Mắt Bảo sẽ có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhất về giải pháp về Microsoft 365. Thì mời chị hãy chia sẻ đôi chút về giới thiệu về bản thân mình cũng như chia sẻ đôi chút về giải pháp Microsoft 365 đến với mọi người ạ. Xin chào mọi người, mình là Thùy Vân, hiện tại mình đang là Sales Manager của công ty Mắt Bảo. Thì đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Vân sẽ trả lời cho mọi người hai câu hỏi. Thứ nhất là lựa chọn Microsoft 365 như thế nào và còn cách lựa chọn Microsoft 365 đối với từng doanh nghiệp. Bước đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu là Microsoft 365 là gì nha. Thì đối với dịch vụ Microsoft 365 là tập hợp các phần mềm ứng dụng văn phòng và dịch vụ trực tuyến của Microsoft giúp bạn hoàn thành công việc có hiệu suất cao và tính năng bảo mật hàng đầu. Thì khi thuê dịch vụ Microsoft 365 thì các bạn có thể nhận được cả một hệ sinh thái của Microsoft. Ở đây thì hệ sinh thái của Microsoft sẽ bao gồm rất là nhiều ứng dụng, nhưng mình sẽ có những cái ứng dụng phổ biến, ví dụ như là các dịch vụ như là Office 365, Word, Excel, PowerPoint, Outlook và có khả năng cài trên PC, trên Mac và có cả trên máy tính bảng và điện thoại. Ngoài ra bạn có một tê dung lượng OneDrive. Các tính năng sẽ được cập nhật và nâng cấp rất là nhanh chóng sau khi Microsoft có các ứng dụng mới. Thì để lựa chọn một cái gói dịch vụ Microsoft 365 phù hợp thì các anh chị thì nên dựa theo mục đích và số lượng của người sử dụng. Hiện tại thì Microsoft 365 sẽ có 3 loại ứng dụng, nghĩa là nếu là bạn là cá nhân mua cho bản thân hoặc là gia đình thì mình sẽ có gói Microsoft 365 Family, mình dùng từ 5 đến 6 người. Với Microsoft 365 Personal thì cho 1 người. Nếu công ty của các bạn nhỏ, anh chị nhỏ hơn 300 nhân viên thì mình có các gói như là Microsoft 365 Business Basic Standard, App for Business Premium. Đối với các công ty có nhiều hơn 300 nhân viên thì mình có các gói lớn như là F3, E3 và E5. Thì hiện tại đối với những cái gói mà Vân đang highlight lên là những cái gói mà Mắt Bảo đang cung cấp. Vân sẽ đi sâu về hai gói hiện tại đang phổ biến nhất và được bán chạy nhất, đó là gói Basic và Standard. Thì sự khác nhau của gói Basic và Standard
nó sẽ có những cái điểm khác nhau như là về giá cả. Và đối với gói Basic, mình điểm giống nhau sẽ là mình sẽ có được các bộ office trực tuyến. Đây là các bạn có thể tạo được các file Word, file Excel và trên nền tảng Internet khi mình có kết nối Wi-Fi mình hoặc là Internet mình có thể sử dụng được. Đối với gói Standard thì mình sẽ có cả bộ office có thể cài lên máy tính và cả MacBook. Mình sẽ có một email doanh nghiệp cho một user thì cái dung lượng lên đến 50GB cho một user mail. OneDrive thì mình có đến 1TB và mình có thể cộng thêm 500MB cho một user. Thì cái đây là cái tổng quan về gói Microsoft 365 mà hiện tại đối với Bảo và là gói bán chạy nhất. Lợi ích khi mình sử dụng email 365, dịch vụ Microsoft 365 là đầu tiên mình sẽ đảm bảo tính ổn định. Microsoft đã tự tin đảm bảo thời gian hoạt động của hệ thống lên đến 99.9%. Mỗi cập nhật thường xuyên là mỗi khi phát hiện một hỏng bảo mật, Microsoft sẽ lập tức cập nhật, bán và đại đảm bảo dữ liệu cho người dùng một cách an toàn. Làm việc bất kỳ nơi đâu, giờ đây với Microsoft 365 và kết nối Internet thì các bạn có thể dùng làm việc bất cứ nơi đâu, và đây là một nền tảng hỗ trợ cái việc work from home trong thời kỳ dịch và được tin dùng rất là nhiều. Chia sẻ dữ liệu với OneDrive for Business hầu hết cho phép truy cập dữ liệu và từ bất kỳ nơi đâu trên hầu hết các loại thiết bị thông minh như máy tính bảng và smartphone, nghĩa là khi bạn chỉ cần cầm một cái smartphone trên tay, bạn có thể truy cập dữ liệu của công ty mình, có thể xử lý dữ liệu trên đó. Công cụ liên lạc và họp trực tuyến Team 365 thì đối với người dùng có thể họp và làm việc ở cùng nhau ở bất kỳ nơi đâu. Các công cụ tiện ích như là chat, họp video, là chia sẻ file làm việc, việc nhóm và online, nghĩa là bây giờ thì team các bạn đang trải nghiệm cái việc mà họp online đối với Team 365 bằng cái webinar này. Thì ngoài ra cái lợi ích khi mua Microsoft 365 bản quyền cho doanh nghiệp thì các bạn sẽ tiết kiệm được chi phí. Thì hình thức mình sẽ có hình thức thuê theo năm, giúp doanh nghiệp có thể ước tính được chi phí đơn giản, giá thành hợp lý và đầu tư theo năm. Đặc biệt có thể ngưng bất cứ lúc nào mà không tốn thêm một đồng chi phí nào cả. Hỗ trợ các thiết bị di động. Thì thiết lập Microsoft 365 trên điện thoại thông minh hoặc là máy tính bảng và giúp và truy cập email, giữ tài liệu của các bạn và dịch vụ Microsoft 365 không phải là vấn đề các bạn đang cần quan tâm. Bạn không cần phải ngồi trên máy tính, bạn có tất cả các thời gian để giải quyết các vấn đề và chỉnh sửa các dữ liệu một cách bạn khi các bạn họp trực tuyến. Tối đa năng suất sử dụng thì Office 365 có thể phát triển song hành cùng tốc độ tăng trưởng quy mô doanh nghiệp. Ở đây có nghĩa là khi bạn có thể nâng cấp cái số lượng user từ ban đầu, ví dụ bạn có thể mua 20 user, sau này doanh nghiệp các bạn tăng số lượng nhân sự lên 50 user thì cái việc mà tăng số lượng này rất là nhanh chóng và có thể xử lý trong vòng 5 phút nếu mà bạn liên hệ nhà cung cấp là mắc bảo. Bổ sung thêm người đơn giản và nhanh chóng. Đồng bộ Microsoft liên tục, lập tức và đầy đủ, làm việc trực tuyến hoặc offline và truy cập mail được danh bạ bất kỳ nơi đâu, chia sẻ tập tin và dễ dàng cộng tác với đối tác và đồng nghiệp. Luôn có sẵn cho người dùng, nghĩa là khi trong những bất cập lớn của phần mềm hiện tại là nó phải được cài đặt trên máy tính và nó sẽ xảy ra các việc như là mất dữ liệu hoặc là backup dữ liệu. Microsoft 365 thì mình sẽ trên nền tảng là đám mây, giúp người dùng có thể truy cập bất kỳ nơi nào và họ khi mà các bạn có thể kết nối với Internet. Ngoài ra đảm bảo người dùng có thể xử lý công việc mỗi lúc mỗi nơi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, dữ liệu luôn luôn được lưu trữ bảo mật an toàn. Bảo trì và bảo dưỡng hệ thống thì với số lượng máy chủ vật lý thì khi mà doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng đi kèm, các doanh nghiệp phải cắt cử một chuyên gia mình gọi là IT thì các nhân viên phải nhằm duy trì bảo dưỡng ẩn chúng. Tuy nhiên đối với Microsoft 365 thì sẽ chịu trách nhiệm trong việc giữ máy chủ luôn luôn được cập nhật đến 99.9%. Ngoài giải quyết các vấn đề xảy ra, nâng cấp phần cứng và phần mềm cùng với một số bảo dưỡng khác, điều này thực sự giúp các giá trị doanh nghiệp nhỏ. Nếu bạn không có công nghệ riêng hoặc IT riêng thì khi đó nó sẽ giúp cho các bạn tối ưu hóa được chi phí trong doanh nghiệp của mình. Cái bước quan trọng nhất hiện tại là đối với bác Bảo mình sẽ làm gì? Đối với bác Bảo, khi mà các anh chị có nhu cầu về khảo sát về dịch vụ 365 thì bác Bảo sẽ có các bước như sau. Bước đầu tiên, mắt bạn sẽ là khảo sát nhu cầu doanh nghiệp. Bước 2 sẽ là tư vấn và đáp
và ứng dụng các doanh nghiệp phù hợp cho các doanh nghiệp. Bước 3 lập kế hoạch triển khai và bước 4 mình sẽ triển khai hỗ trợ. Thì đối với bước yêu cầu khảo sát doanh nghiệp thì mắt bảo sẽ đánh giá được, thứ nhất là xác định quy mô doanh nghiệp của các bạn này, anh chị là như thế nào, xác định số nhân sự từng phòng ban, xác định nhu cầu của từng nhóm nhân sự, và mình bên mắt bảo sẽ có một cái file tổng hợp về nhu cầu khảo sát, sau đó bên mắt bảo sẽ tiến hành đánh giá dịch vụ phù hợp cho mình. Thì ở đây vẫn sẽ chia sẻ ra một cái file, thì mọi người có nhìn rõ cái này không ạ? À, rõ, nếu mà không rõ thì đánh số 1 giùm em nha. Thì đây là một trong những cái file mà thật ra thì nó sẽ giúp cho mọi người. Cái này em sẽ gửi lại cái file này cho mọi người sau khi cái bài chia sẻ này. Giúp cho mọi người đánh giá được, ví dụ như phòng ban của mình là BOD, Manager, Leader hoặc là các chuyên viên bên ngoài, thì mọi người sẽ có nhu cầu như thế nào để đánh giá được cái nhân sự của mình sẽ cần license gì. Thì khi đó mọi người sẽ cho mắt bảo biết về thông tin của doanh nghiệp của anh chị. Và khi đó thì mắt bảo sẽ có cái nhóm chuyên gia để đánh giá là mình sẽ cần những license nào và mình sẽ tối ưu hóa, bởi vì Microsoft sẽ có những cái việc mà mình có thể mix các license lại với nhau. Thì bước thứ hai là mình tư vấn cái dịch vụ phù hợp để doanh nghiệp đạt hiệu quả nhất, là sau khi mắt bảo đã đánh giá được nhu cầu thì mắt bảo sẽ gửi lại cho anh chị các ứng dụng phù hợp. Khi các ứng dụng mình sẽ ngồi lại mình đàm phán với nhau về cái nhu cầu sử dụng, tại vì trong có thể là ban đầu mình có nhu cầu này, sau khi họ tư vấn thì anh chị có thể thay đổi nhu cầu của mình. Thứ ba là các bạn sẽ báo giá chi phí và phương thức thanh toán cho anh chị. Bước thứ tư là mình sẽ lập kế hoạch triển khai. Thì kế hoạch triển khai mình sẽ thống kê các phần mềm dịch vụ email hiện hữu của các anh chị có liên quan đến dịch vụ triển khai Microsoft 365, lên kế hoạch sao lưu dự phòng và chuyển dữ liệu hoặc là các phần mềm có sẵn. Bước thứ tư là mình sẽ triển khai và hỗ trợ, thì cái này nó sẽ liên quan đến đội hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng của bên Mắt Bảo, thì sẽ giúp cho anh chị mình sẽ chuyển dữ liệu từ những nhà cung cấp khác về dịch vụ 365 hoặc là mình hỗ trợ các anh chị cài đặt. Thì cái này là bài chia sẻ của em đã kết thúc. Thì qua bài chia sẻ vừa rồi thì hy vọng các anh chị có thể hiểu thêm về dịch vụ Microsoft 365 và có cơ sở lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp. Trong bài chia sẻ của em có nhắc đến cái việc là triển khai dịch vụ Microsoft 365 cho doanh nghiệp và điểm nhấn, và đây được gọi là một trong những điểm nhấn của Mắt Bảo so với những nhà cung cấp hiện tại. Thì cái này sẽ liên quan đến phần chia sẻ của anh Phan bên nhà tiếp theo ạ. Thì em sẽ gửi lại cái phần mà khảo sát cho các anh chị liền trong sau khi cái bài chia sẻ này ạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị Vân. Thì quả thật Microsoft 365 có những tính năng vô cùng nổi trội. Thì giống như chị Vân đã có đề cập tới, thì vẫn có rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang vô cùng bối rối khi triển khai Microsoft 365. Thì ở phần chia sẻ của chị Vân thì đã có thể giúp khách hàng hiểu rõ được gói Microsoft 365 nào sẽ phù hợp với doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, về phần triển khai, chắc hẳn rất nhiều doanh nghiệp ở đây vẫn đang rất bối rối. Làm thế nào để triển khai Microsoft 365? Từng bước triển khai Microsoft 365 như thế nào? Và Mắt Bảo sẽ hỗ trợ gì cho khách hàng khi khách hàng đăng ký Microsoft 365 tại Mắt Bảo? Thì em xin mời anh Phan Minh Ngà sẽ chia sẻ về vấn đề này cho các bạn, cho các quý vị khán giả ở đây ạ. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị đã tham dự buổi webinar ngày hôm nay. Thì em xin được giới thiệu, em là Phan Minh Ngà, Microsoft Product Manager tại Mắt Bảo. Thì hôm nay thì em xin trình bày về vấn đề triển khai ban đầu hệ thống Microsoft 365. Thì thông qua cái những chia sẻ của em thì em cũng mong giúp được cho các anh chị có thêm những cái thông tin hữu ích trong quá trình mình đăng ký và sử dụng cái dịch vụ Microsoft 365. Dạ rồi, không, các anh chị có thấy cái màn hình của em chưa ạ? Dạ rồi, thì để mà bắt đầu đi đến cái phần triển khai hệ thống Microsoft 365 thì em cũng xin nhắc lại một vài cái ý của chị Vân.
liên quan tới cái gói Microsoft 365 là gì. Thì như các anh chị, như chị Vân cũng đã có cung cấp thông tin cho mình trước đó, thì Microsoft 365 nó là một cái gói phần mềm dịch vụ của Microsoft. Thì trong cái gói như cái hình anh chị đang thấy, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái ứng dụng và những cái dịch vụ hỗ trợ cho cái công việc của mình hiện tại ở doanh nghiệp. Thì theo như em thấy á, thì sẽ có những ứng dụng như sao, những ứng dụng mà một cái người dùng phổ thông hay là những cái doanh nghiệp mà mới vừa tiếp cận cái hệ thống Microsoft 365 sẽ sử dụng. Thì đầu tiên đó là ứng dụng Microsoft Outlook. Thì Microsoft Outlook, các anh chị cũng không có quá xa lạ với cái ứng dụng này, vì đây là một cái ứng dụng mình dùng để mà gửi email cho khách hàng. Thì Microsoft Outlook là một cái phần mềm quản lý thông tin cá nhân của Microsoft, được sử dụng rộng rãi tại các cơ quan doanh nghiệp trên toàn thế giới. Thì không chỉ riêng về email ha, Microsoft Outlook nó còn chứa được những cái thông tin khác của mình, ví dụ như là lịch nè, danh bạ nè, hay những cái liên hệ khác của mình. Thì người dùng thì thường sẽ sử dụng cái này thường xuyên để mà giao dịch email với lại đối tác. Tiếp theo đó là Microsoft Teams. Thì Microsoft Teams là một cái nền tảng nhắn tin dành cho doanh nghiệp, được Microsoft ra mắt vào năm 2017. Thì ứng dụng Microsoft Teams này dùng để chúng ta chat cho những cái nội bộ phòng ban mình với nhau, hay là tổ chức những cái buổi họp online, những buổi webinar như các anh chị đang tham gia ngày hôm nay. Tiếp theo đó nữa đó là ứng dụng OneDrive. OneDrive là một cái đám mây lưu trữ, dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho người dùng tải những cái dữ liệu của mình lưu ở trên đó. Nó thay thế hoàn toàn cho việc chúng ta sử dụng USB. Thì nếu như các anh chị có sử dụng những cái nền tảng cơ sở dữ liệu khác để mà lưu trữ, thì ví dụ như là Google Drive đó, thì cái chức năng của OneDrive cũng tương tự và nó cũng không có khác biệt quá nhiều. Tiếp theo đó là SharePoint. Thì SharePoint là một cái nền tảng cộng tác dựa trên web tích hợp của Microsoft Office, ra mắt vào năm 2001. SharePoint chủ yếu được cung cấp và sử dụng như là một cái hệ thống quản lý và lưu trữ dữ liệu. Thì điểm khác biệt giữa SharePoint và OneDrive ở đây đó là OneDrive thì để lưu trữ dữ liệu cá nhân của các anh chị, còn về SharePoint là dùng để lưu trữ dữ liệu của những phòng ban trong doanh nghiệp của mình. Mình có thể tạo những cái trang lưu trữ dữ liệu cho những phòng như là phòng tư vấn, phòng kỹ thuật hay là những cái phòng khác mà trong doanh nghiệp mình đang có. Dạ rồi, thì đó là những cái ứng dụng mà theo em thấy là mình sẽ sử dụng thường xuyên trong cái dịch vụ Microsoft 365. Thì để triển khai hệ thống Microsoft 365 được hiệu quả, thì theo như em thấy là nó sẽ có những cái ba yếu tố chính. Như các anh chị đang thấy ở đây, đó là đầu tiên là về nhu cầu sử dụng, cái thứ hai là về sơ đồ doanh nghiệp, và cái yếu tố thứ ba là về phần con người. Thì em sẽ nói rõ từng phần ở đây để các anh chị nắm nhiều hơn. Thứ nhất đó, về nhu cầu sử dụng, thì khi mà mình mới tiếp cận lần đầu hệ thống Microsoft 365 á, thì mình phải xác định được cái nhu cầu sử dụng của mình là gì. Tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình thì mình sẽ có cách triển khai cái hệ thống Microsoft 365 nó khác nhau. Em sẽ lấy ví dụ, đó là ví dụ như mà một doanh nghiệp thường xuyên hoạt động về email, gửi nhận email cho đối tác để mà giao dịch tiền bạc, thì các anh chị sẽ phát triển hệ thống Microsoft 365 của mình thiên về mảng Exchange Online hay còn gọi là email. Hoặc là một ví dụ khác gần gũi hơn đó là trường học. Trường học là các nơi mà các học sinh có thể học online nè, làm ở nhà làm bài kiểm tra đó, thì mình sẽ triển khai cái hệ thống Microsoft 365 của mình về team, Microsoft team phân quyền cho học sinh như thế nào. Rồi tiếp theo đó là về sơ đồ doanh nghiệp. Thì khi chúng ta đã xác định được cái nhu cầu sử dụng của mình là gì rồi, thì cái sơ đồ doanh nghiệp nó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nó giúp chúng ta phát triển cái hệ thống Microsoft 365 của mình đúng theo nhu cầu của mình, và nó phát triển theo một cách có tổ chức, và nó giúp chúng ta là không có bị rối trong cái quá trình mình phát triển. Cuối cùng là về yếu tố con người. Thì ở đây yếu tố con người ở đây là một cái mình cần phải có một cái đội ngũ IT thường xuyên là theo dõi quản lý hệ thống Microsoft 365. Thì hệ thống Microsoft 365 cho những doanh nghiệp mà mới vừa tiếp cận á, thì nó rất là nhiều thứ mình cần phải triển khai. Thì do đó mình cần phải có một đội thường xuyên theo dõi, hoặc là trong quá trình sử dụng nếu như có sự cố xảy ra thì đội IT này sẽ xử lý lỗi hay là phát triển thêm cái hệ thống Microsoft 365 của mình
trên cái đà phát triển cái doanh nghiệp của mình trong tương lai. Tiếp theo đó là những lưu ý trong quá trình triển khai Microsoft 365. Thì ở đây em sẽ liệt kê ra 4 cái phần lưu ý mà các anh chị cần nắm rõ hơn. Đầu tiên á, chúng ta cần phải hiểu được một số khái niệm của Microsoft 365. Cái thứ hai, chúng ta phải liệt kê được là danh sách user, nhóm, phòng ban tại doanh nghiệp của mình. Cái thứ ba, chúng ta cần phải xác định được tên miền mà chúng ta muốn sử dụng cho doanh nghiệp của mình là gì. Và cuối cùng cũng không phải quan trọng, đó là về phần chính sách bảo mật của doanh nghiệp mình đang làm việc hiện tại. Thì đến cái phần đầu tiên là hiểu được một số khái niệm của Microsoft 365 á, thì ở đây sẽ có 3 cái khái niệm mà các anh chị thường tiếp cận nhất. Đầu tiên là tenant, thứ hai là phần role, và thứ ba là license. Thì tenant các anh chị hình dung dễ, nó là một cái tên đại diện cái tổ chức doanh nghiệp của mình ở trên khi mà chị đăng ký dịch vụ Microsoft 365, thì nó có tên, có cái định dạng đó là tên.onmicrosoft.com. Ví dụ ở đây như là macbảo.onmicrosoft.com. Tiếp theo là phần role. Phần role đó là về phần chức danh, quyền hạn của user trên hệ thống Microsoft 365. Phần role này em sẽ nói kỹ hơn về cái chính sách bảo mật ở phía sau. Cuối cùng là về phần license. License ở đây đó là giấy phép dịch vụ Microsoft 365 mà các anh chị đã đăng ký. Tùy thuộc vào cái giấy phép mình sẽ có sử dụng những gì. Thì cái giấy phép như anh chị Vân cũng đã nói là chúng ta sẽ có business standard hoặc là nhiều cái giấy phép khác nhau. Thì đối với cái phần đó là danh sách user, nhóm và phòng ban, thì như các anh chị thấy ở trên hình của mình, đây là một cái sơ đồ phòng ban của một doanh nghiệp khi mà mình mình triển khai cái hệ thống Microsoft 365. Thì các anh chị thấy chúng ta sẽ phân ra từng cái phòng ban chi tiết như thế này. Thì mình càng liệt kê được nhiều và chi tiết thì chúng ta sẽ triển khai cái hệ thống Microsoft 365 của mình nó được hiệu quả hơn. Ví dụ như trong này chúng ta có thể tạo được những cái trang SharePoint lưu trữ dữ liệu mà họ ban đầu em có đề cập á, cho phòng PR truyền thông, phòng web sale hay là những phòng kinh doanh. Và từ cái sơ đồ này chúng ta có thể bỏ user vào phòng nào và phân quyền sao cho nó chính xác. Thứ ba đó là về tên miền muốn sử dụng. Thì cái tên miền đây là cái thì ở đây Microsoft á, cái tên ban đầu mà cái tên của tenant á, thì cũng được Microsoft quy định đó là một cái tên miền mình có thể tạo được cho user. Ví dụ các anh chị có thể tạo được những cái user như là kỹ thuật a@macbaocop.onmicrosoft.com, hoặc là các anh chị có thể thêm những cái tên miền cá nhân của mình vào trong cái hệ thống Microsoft 365 để sử dụng. Thì quy định của Microsoft á, thì trong đây các anh chị có thể thêm được tới 256 cái tên miền khác nhau để mà mình sử dụng tùy theo mục đích mình là gì. Cuối cùng là về chính sách bảo mật, thì ở đây em sẽ nói rõ hơn về cái phần role ban đầu mà em có đề cập. Thì phần role đó là về chức danh, quyền hạn của user đó trong hệ thống Microsoft 365. Thì đối với cái hệ thống Microsoft 365 á, thì nó rất là nhiều cái role với nhau. Thì mỗi cái role nó sẽ có nắm giữ một cái quyền hay là cái khả năng để mà mình truy cập thao tác ở trên hệ thống Microsoft 365 của mình. Thì ví dụ ở đây các chị có thể thấy là Exchange Administrator đó là về quản lý về email nè. Global Administrator là quyền cao nhất, có thể quản lý hết tất cả nè. SharePoint Administrator là quản lý về các trang dữ liệu. Và Team Administrator là quản lý về ứng dụng Team. Thì tại sao phần role nó sẽ đi kèm với chính sách bảo mật? Đó là vì mình mỗi cái hệ thống Microsoft 365 của mình á, thì các anh chị sẽ không phải là ai cũng được gán quyền Global Administrator cả. Chỉ có một vài người được gán quyền này, như là đội ngũ IT để mà theo dõi cũng như quản lý hệ thống Microsoft 365. Cũng như khi các anh chị tạo được những cái trang lưu trữ dữ liệu cho phòng ban, thì các anh chị có thể tạo cho cái người trưởng phòng kinh doanh là quyền SharePoint Administrator để quản lý dữ liệu của phòng ban đó. Thì đó là liên quan tới phần chính sách bảo mật, đó là phần role. Thì ngoài cái việc là mình gán cái role, tức là cái quyền ra, thì các anh chị có thể mở rộng cái việc bảo mật của mình với những cấu hình khác. Ví dụ như là cấu hình bảo mật hai lớp cho user, tức là người user phải cài cái ứng dụng xác thực hai bước của Microsoft để truy cập thêm một bước nữa.
Thứ hai đó là cấu hình chính sách chia sẻ tài liệu trong SharePoint. Như nãy em có nói là mình sẽ phân quyền chia sẻ thế nào. Và cuối cùng là mình sẽ cấu hình chính sách tin nhắn trong Exchange Online. Đó là liên quan tới giới hạn cái tin nhắn cho phép gửi ra ngoài. Thì ở đây một cái bản ví dụ là phần rule liên quan tới cấu hình Exchange Online. Ngoài ra mình có thể Microsoft á, thì người ta cũng có cung cấp thêm những cái giấy phép khác, bao gồm những cái tính năng bảo mật cao hơn. Em ví dụ như ở đây là mình sẽ có gói Microsoft 365 Premium. Thì trong cái gói Microsoft 365 Premium này thì ngoài những cái tính năng đã có của gói Standard thì nó sẽ có thêm cái tính năng là Microsoft Intune giúp quản lý thiết bị của người dùng khi truy cập dữ liệu của doanh nghiệp. Ngoài ra thì sẽ có thêm những cái giấy phép khác nữa, em để đây để các anh chị tham khảo. Đó là giấy phép MS dành cho những cái doanh nghiệp lớn sử dụng những cái giấy phép như là E3 hay là E5. Thì nó cũng hỗ trợ cái việc đó là quản lý thiết bị của người dùng hay là mã hóa thông tin khi mà các người dùng truy cập. Thì đây là một cái vài cái thông tin liên quan tới cái hai cái giấy phép mà em đã nói là E5 và E3 để các anh chị tham khảo. Dạ rồi, thì trong quá trình hỗ trợ, thì trong quá trình mình triển khai á, thì đương nhiên mình sẽ gặp những cái sự cố khác nhau. Thì để mà có được sự hỗ trợ á, thì các anh chị có thể trực tiếp liên hệ với lại support của Microsoft bằng cách mình sẽ vào trong cái trang support của tài khoản quản trị á, mình tạo một cái yêu cầu hỗ trợ lên để cho họ có thể hỗ trợ mình. Hoặc là nếu như các anh chị đăng ký ở những cái nhà phân phối của Microsoft tại Việt Nam hay là khu vực của các anh chị đang ở thì mình có thể liên hệ với những cái nhà cung cấp đó, phân phối đó để mà họ hỗ trợ mình. Thì nếu như các anh chị đăng ký hệ thống dịch vụ Microsoft 365 tại Mắc Bảo thì đầu tiên đội ngũ của kỹ thuật của Microsoft tại Mắc Bảo có thể đầu tiên là hướng dẫn các anh chị hay là hỗ trợ thiết lập luôn cho các anh chị về hệ thống của mình ban đầu. Ví dụ như là nhận diện thương hiệu của mình nè. Thứ hai là khởi tạo tài khoản nè, thiết lập team theo như cái nhu cầu của mình, di chuyển dữ liệu email từ nhà cung cấp khác về Mắc Bảo như chị Vân cũng có nói, và cuối cùng là thiết lập về những cái trang lưu trữ dữ liệu tùy theo doanh nghiệp của mình yêu cầu là gì và sơ đồ doanh nghiệp mình ra sao. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng dịch vụ Microsoft 365 tại Mắc, khi mình đăng ký tại Mắc Bảo á, thì tụi em cũng có hỗ trợ giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn cho người quản trị xử lý những cái sự cố trong quá trình triển khai, hoặc là hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dùng trong quá trình sử dụng. Dạ rồi, thì thông qua cái bài chia sẻ của em á, thì em cũng xin nói lại về một mình tại sao mình nên chọn cái dịch vụ Microsoft 365. Thì ở đây có những cái thông tin liên quan. Thì ngoài cái việc mà mình triển khai ban đầu như thế này, thì em nghĩ á, đó là cái phần mà về các anh chị nên cần quan tâm nhất, đó là về cái chính sách bảo mật ở công ty của mình hay là doanh nghiệp của mình. Thì chính sách bảo mật thì mỗi doanh nghiệp sẽ có cái chính sách triển khai khác nhau. Thì ở đây thì em xin kết thúc phần trình bày của mình. Cảm ơn các anh chị đã nghe. Và phần về bảo mật thì em xin nhường lại cho anh Hiếu từ bên phía Tech Data sẽ trao đổi với các anh chị ạ. Rồi, thì em cảm ơn phần chia sẻ của anh Ngà về cách thức triển khai cũng như những lưu ý khi triển khai cho Microsoft 365. Thì quả nhiên Microsoft 365 tại Mắc Bảo sẽ có những hỗ trợ cho khách hàng mà khi đăng ký tại Mắc Bảo. Thì chúng ta cũng đã đi qua những nội dung về Microsoft 365. Tuy nhiên thì Microsoft 365 sẽ luôn không ngừng cải thiện và phát triển. Thì đặc biệt là do hoàn cảnh phức tạp do dịch bệnh, Microsoft luôn liên tục cập nhật những tính năng. Đặc biệt là ngày nay với xu hướng làm việc kết hợp từ xa và tại văn phòng, người lao động sẽ làm việc nhiều hơn ở những địa điểm khác nhau. Thì do đó tập đoàn Microsoft đã chính thức giới thiệu một sản phẩm hay là một giải pháp Windows 365, một dịch vụ đám mây cho phép doanh nghiệp thuộc mọi quy mô được trải nghiệm Windows 10 hoặc Windows 11 theo một cách thức hoàn toàn mới. Dạ rồi, thì theo đó Windows 365 sẽ đưa hệ điều hành Windows lên đám mây Microsoft Cloud, giúp người dùng có thể trải nghiệm được Windows toàn diện từ ứng dụng, dữ liệu đến cài đặt, cho dù họ có đang sử dụng thiết bị của công ty hay là cá nhân. Vậy thì phần này á, thì em xin mời anh Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu sẽ chia sẻ cùng mọi người về
cloud Windows 365, cloud PC đầu tiên trên thế giới. Dạ em mời anh Hiếu ạ. Dạ xin chào tất cả các anh chị. Lời đầu tiên em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã dành thời gian tham gia cái buổi webinar ngày hôm nay. Em xin được tự giới thiệu, em là Hiếu, hiện tại em phụ trách về tư vấn các giải pháp về Microsoft tại Toyota Việt Nam. Thì qua phần trình bày của anh Hiếu Microsoft, chị Vân với anh Ngà thì chắc hẳn là các anh chị chúng ta cũng thấy được rất là nhiều những cái lợi ích trong cái bộ giải pháp của Microsoft 365 để làm sao giúp cho doanh nghiệp của mình làm việc một cách rất là hiệu quả và an toàn trên cái nền tảng của điện toán đám mây. Thì đến với phần chia sẻ của Hiếu á, thì Hiếu sẽ chia sẻ một cái giải pháp có tên là Windows 365. Thì đối với Microsoft 365 thì các anh chị thấy á, là Microsoft đưa cái bộ Office lên trên cloud nè, nó sẽ trở thành một cái bộ Office online đúng không ạ? Chúng ta truyền thống thì chúng ta sử dụng Word, Excel, PowerPoint ở cái dạng là offline, ở cái dạng là một cái ứng dụng nằm ở trên máy tính của chúng ta. Thì bây giờ là chúng ta có thể sử dụng nó trên cái nền tảng online thông qua cái trình duyệt web browser rồi đúng không ạ? Đấy. Thì cái bước kế tiếp theo thì để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp của chúng ta là tất cả các người dùng á, họ làm việc từ xa một cách là hiệu quả hơn thì Microsoft ấy đưa thêm một cái giải pháp là Windows 365. Thì đối với Windows 365 thì Microsoft căn bản là họ sẽ đưa cả cái phần Windows lên trên nền tảng cloud luôn. Đấy. Lúc trước đây thì cái phần Windows thì chúng ta vẫn sử dụng ở trên những cái laptop, những cái máy tính bàn của chúng ta. Đấy, thì bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng và trải nghiệm nó trên cái nền tảng cloud. Dạ. Thì chúng ta cùng đi qua một số các khó khăn mà hiện tại trong cái giai đoạn hiện tại là chúng ta đang gặp phải là doanh nghiệp chúng ta làm sao là chúng ta cần phải có một cái chính sách để mà linh động trong cái câu chuyện là cái người dùng của chúng ta họ có thể làm việc từ xa và họ có thể làm việc tại văn phòng một cách rất là linh động và rất là hiệu quả. Tức là một tuần thì là chúng ta không đòi hỏi là tất cả các người dùng phải lên văn phòng thì mới làm việc được. Họ có thể làm việc ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ nơi nào. Đấy. Thì cái thứ hai nữa đó là càng ngày thì doanh nghiệp chúng ta càng mở rộng và có một số các dự án là chúng ta chỉ cần tuyển dụng ở tuyển dụng về mặt nhân sự ở trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Ví dụ như chúng ta thuê cái phần outsourcing, chúng ta thuê ngoài một số các nhân sự để mà làm một số các dự án tạm thời ở trong công ty của chúng ta trong vòng 2 hay là 3 tháng thôi. Thì đối với cái một số các anh chị làm tạm thời hay là một số cái nhân viên hợp đồng giống như vậy thì làm sao doanh nghiệp của chúng ta có thể cung cấp đủ những cái tài nguyên để mà họ có thể làm việc trong khoảng thời gian ngắn, và khi mà họ nghỉ việc thì làm sao chúng ta thu hồi những cái thiết bị hay những cái công cụ mà chúng ta đã cấp phát cho họ. Đấy, đó cũng là một cái khó khăn mà hiện tại doanh nghiệp của chúng ta đang gặp phải. Và đối với một cái trong cái môi trường chúng ta làm việc từ xa thì để mà cung cấp một cái phần linh động cho người dùng của chúng ta thì các doanh nghiệp họ có một cái nhu cầu họ triển khai đó là bring your own PC. Trước đây là chúng ta có một cái đó, chúng ta hay nghe đó là bring your own device, thì nó sẽ là những cái điện thoại mà cá nhân, điện thoại cá nhân. Tuy nhiên là những cái điện thoại cá nhân này được phép truy cập vào những cái dữ liệu trong doanh nghiệp của chúng ta. Thì bây giờ là làm sao để mà người dùng của chúng ta họ có thể sử dụng những cái laptop cá nhân, không phải là laptop của doanh nghiệp cấp. Đó, họ có thể sử dụng những cái laptop cá nhân để mà họ có thể truy cập vào những cái ứng dụng, những cái data của doanh nghiệp để mà họ phục vụ cho công việc. Nhưng mà chúng ta vẫn đảm bảo được là data của doanh nghiệp chúng ta vẫn an toàn. Đó. Thì đến với cái phần security ở đây nó cũng là một cái vấn đề mà hiện tại doanh nghiệp chúng ta đang gặp phải. Bởi vì user của chúng ta làm việc từ xa, thì những cái dữ liệu, những tài liệu Word, Excel, PowerPoint, những cái dữ liệu rất là nhạy cảm, họ đều lưu ở trên những cái laptop cá nhân của họ. Thì nếu như cái người đó họ nghỉ việc hay là họ làm mất cái laptop thì có nghĩa là dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ có rủi ro, nó bị thất thoát ra bên ngoài đúng không ạ? Ví dụ như là bản vẽ nè, ví dụ báo cáo tài chính này, hoặc là bản lương nhân sự nè, những cái dữ liệu rất là nhạy cảm. Đấy. Thì một cái phần nữa là một số các nhân sự, một số các user làm việc ở những cái phòng ban mà cần những cái máy tính nó có cấu hình rất là cao. Em ví dụ như những người làm về thiết kế, về designer
họ phải cần những cái máy tính có hỗ trợ về những cái card màn hình, những cái máy tính cần có CPU và RAM rất là cao để mà họ rendering một số các hình ảnh, hay họ chạy về SolidWorks hay là về AutoCAD, Autodesk chẳng hạn. Đấy, thì họ phải cần những cái máy tính có cấu hình rất là cao. Thì làm sao doanh nghiệp của chúng ta có thể cấp những cái máy tính đó một cách rất là linh động cho người dùng của chúng ta, và khi mà chúng ta thu hồi lại thì nó cũng sẽ rất là linh động. Đấy, đó là cái nguyên nhân, cái lý do tại sao mà Microsoft đưa ra một cái giải pháp đột phá, nó có tên gọi là Windows 365. Thì căn bản á, là Windows 365 nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái máy tính ảo nằm ở trên cloud của Microsoft, nó gọi là Cloud PC. Đấy, một cái máy tính nằm ở trên cloud. Và từ đó thì người dùng của chúng ta họ sử dụng cái máy tính client. Đấy, cái máy tính client này nó có thể là tất cả những cái thiết bị mà người dùng có thể là iPad, có thể là những cái laptop có cấu hình rất là thấp cũng được. Đấy, thì họ đều có thể là họ sẽ remote vào cái máy tính Cloud PC này ở trên cái đám mây của Microsoft. Và lúc đó thì tất cả những cái tác vụ công việc của họ, ví dụ như họ chạy về Word, Excel, PowerPoint này, tức là họ sẽ mở như một số các ứng dụng đó, rồi họ sẽ mở một số cái content, các nội dung, các file và cái cấu hình của cái máy tính Windows chẳng hạn, và lưu trữ và về mặt RAM, CPU, thì nó đều liên quan tới cái máy tính Cloud PC này. Đấy, nó đều chạy trên cái workload của cái Cloud PC này. Nó không có còn liên quan gì đến với cái máy tính client mà người dùng của chúng ta sử dụng nữa. Đó, đó là cái ID của Windows 365. Và khi mà chúng ta đã mang một cái máy tính chạy Windows lên trên cloud rồi, thì chúng ta hãy cùng đến với cái benefit mà chúng ta mang lại cho phía doanh nghiệp của chúng ta là gì. Thì đối với cái khía cạnh của người dùng á, thì khi mà chúng ta cấp cho họ một cái máy tính Windows nằm ở trên cloud để mà họ remote và họ làm việc, thì họ có thể là remote từ bất kỳ những cái thiết bị nào mà họ có. Họ có những cái máy tính laptop cá nhân, họ có những cái máy bàn để ở nhà họ, rồi họ có iPad chẳng hạn, họ đều có thể remote vào cái máy tính chạy Windows này ở trên cái nền tảng cloud của Microsoft để tiếp tục cho cái công việc của họ. Cái thứ hai nữa là cái máy tính Windows 365 này á, là nó liên tục nó cập nhật cái phần hệ điều hành và cái những cái tính năng về security của Microsoft, bởi vì là chúng ta đang sử dụng cloud, mà cloud này là dạng SaaS, dạng software as a service, cho nên á là Microsoft họ sẽ check care tất cả những cái thành phần về mặt hạ tầng, về mặt cấu hình, về mặt update, về mặt Windows OS cho chúng ta. Đấy, tức là đội ngũ IT bây giờ là chúng ta không có còn là đến với người dùng mà chúng ta troubleshoot về Windows rồi chúng ta hỗ trợ helpdesk cho người dùng nữa. Đấy, tất cả những cái việc đó là để cho cloud service provider họ xử lý. Đến cái phần thứ ba nữa là cái Windows 365 này chúng ta có thể triển khai dưới dạng là một cái nhóm ứng dụng, là nó custom cho một cái bộ phận người dùng đó. Em ví dụ như là ở trong doanh nghiệp của mình có rất là nhiều những phòng ban, thì chúng ta sẽ có một cái nhóm ứng dụng Word, Excel, PowerPoint cho những chị làm về back office, làm về kế toán chẳng hạn. Đấy. Rồi đối với cái phòng ban IT thì chúng ta cũng có một cái nhóm ứng dụng cho phòng ban IT. Cái đội designer thì chúng ta cũng có nhóm ứng dụng cho cái đội designer. Và khi mà chúng ta triển khai, chúng ta cấp phát những cái thiết, những cái máy trạm ảo này, thì là nó đều có sẵn những cái ứng dụng mà chúng ta đã tạo trước, chúng ta đã customize trước cho phía người dùng rồi. Đấy. Và đến với cái khía cạnh của đội ngũ IT thì là chúng ta đang triển khai một cái dịch vụ cloud, cho nên là nó sẽ giúp cho chúng ta triển khai rất là nhanh cái giải pháp này. Chúng ta có thể triển khai hàng loạt 300-400 cái, 300-400 cái máy tính ảo này trong vòng khoảng thời gian 30 phút là chúng ta đều có sẵn những cái máy tính ảo này đều để cho user họ login vào để mà họ làm việc rất là nhanh, đúng không ạ? Thay vì là chúng ta muốn cái cách truyền thống là chúng ta ra bên ngoài cửa hàng chúng ta mua những cái laptop về, đúng không ạ? Rồi chúng ta phải cài đặt setting tất cả để mà cho nó phù hợp với cái policy về security của doanh nghiệp mình, rồi chúng ta mới cấp phát, chúng ta bàn giao cho phía người dùng. Đấy, thì cái quá trình đó nó tốn rất là nhiều những cái thời gian của anh chị IT. Còn cái này á, Windows 365 nó chỉ đơn giản là chúng ta mua license. Đấy, chúng ta assign cho người dùng đó thì cỡ 10 phút sau là người dùng đã có một cái máy tính để remote vào rồi, rất là nhanh, đúng không ạ? Đấy, cái đó là cái lợi ích về phía đội ngũ IT. Và khi mà chúng ta thêm một cái lợi ích nữa là khi mà chúng ta triển khai á, chúng ta có thể quản lý được tất cả những cái máy tính này, chúng ta quản lý được về mặt performance, về mặt latency của những cái máy tính này. Ví dụ như user họ remote vào những cái máy tính này thì chúng ta đo được là cái latency
Đấy, thì từ đó là chúng ta sẽ phân tích được cái trải nghiệm của người dùng hiện tại là họ kết nối đến cái hệ thống Windows 8 của chúng ta là nó có tốt hay là không. Đấy, rồi cái performance của mọi cái máy tính là nó sẽ đo được và nó sẽ report cho chúng ta luôn. Em ví dụ như là mình cấp một cái máy tính Windows 365 có cái cấu hình là 4 vCPU, 8 RAM cho một chị kế toán đó. Và sau một tháng thì chúng ta có một cái report về cái performance, về cái usage, về CPU RAM của cái máy tính Windows 365 đó. Thì chúng ta biết được là à, cái chị đó chỉ không có sử dụng hiệu quả cái tài nguyên ở trên máy tính đó. Tức là chúng ta cấp là cấp 48 nhưng mà chỉ sử dụng thì chỉ sử dụng tầm 24 thôi. Đó, thì qua tháng sau thì chúng ta sẽ resize lại cái máy tính của cái chị đó rất là nhanh chóng, thì chúng ta chỉ cần đổi cái license Windows 365 vào cái account ở trên Office trên Microsoft 365 của chị đó, thì cái cấu hình của cái máy tính Windows 365 là ngay lập tức là nó sẽ được đổi xuống, nó sẽ được giảm xuống là còn 24, rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, theo cái cách truyền thống thì IT họ phải nhận lại cái máy, rồi họ phải nâng cấp RAM, họ phải nâng cấp CPU, gắn đi ổ cứng các thứ. Bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng ảo hóa, cho nên là chúng ta sẽ thay đổi nó rất là nhanh. Đấy, rất là nhanh chóng. Đến với một cái khía cạnh nữa là Windows 365 nó sẽ tích hợp rất là sâu với là những cái giải pháp xung quanh cái hệ sinh thái của Microsoft 365. Thì nó sẽ tích hợp với cái phần đầu tiên, đó là cái phần Azure AD. Thì nếu mà chúng ta triển khai Office 365 rồi, chúng ta có cái phần Azure AD để chúng ta có tất cả những cái account của người dùng rồi, thì chúng ta triển khai Windows 365 rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần mua cái license thôi, assign cho cái người dùng đó, thì 10 phút sau người dùng đó đã có một cái máy tính để remote vào. Đấy, rất là nhanh đúng không ạ? Chúng ta có sẵn cái nền tảng về AD rồi. Cái thứ hai nữa là những cái giải pháp liên quan về security, ví dụ Microsoft Defender này, Microsoft Defender for Endpoint, đó là cái giải pháp về Endpoint Security của Microsoft. Đấy là chúng ta có thể triển khai lên những cái máy tính Windows 365 này để bảo vệ cho cái Endpoint của người dùng. Cái phần thứ ba nữa là một cái giải pháp mà mới nãy là anh Ngà cũng có chia sẻ với mình, đó là cái phần Intune, mà cái tên của nó hiện tại bây giờ là Microsoft Endpoint Manager. Thì chúng ta có thể sử dụng Intune để quản lý tất cả những cái device của người dùng ở bên trong hệ thống. Thì chúng ta có thể quản lý luôn cả cái thiết bị nó gọi là Windows 365 này, chúng ta đều có thể sử dụng Intune để quản lý nó. Đấy. Cái thêm cái nữa là Microsoft 365 app, và chúng ta có rất là nhiều những cái ứng dụng trong cái bộ Office Offline và những cái dịch vụ của Microsoft của Microsoft 365 nó được tối ưu với Windows 365 rất là nhiều. Nó tối ưu như thế nào? Ví dụ như chúng ta sử dụng Microsoft Teams hay chúng ta sử dụng cái phần Exchange Online đi, thì các anh chị thấy là data center của Microsoft là nó vẫn ở gần nhất là ở Singapore, đúng không ạ? Đấy, thì cái kết nối của người dùng từ cái laptop của họ lên trên cái server của một cái server Microsoft Teams và server của cái phần email của Microsoft ở bên Sing á, thì đâu đó nó vẫn có một cái gap về cái phần performance, về cái phần latency đúng không ạ? Đấy, và nếu mà chúng ta sử dụng Windows 365 á, thì rõ ràng là cái Windows 365, cái máy tính này nó cũng nằm ở bên data center ở bên Singapore luôn. Thì rõ ràng là cái trải nghiệm của người dùng, cái kết nối từ cái máy tính endpoint á đến với cái server mail hay server Microsoft Teams á, nó được giảm cái phần latency rất là nhiều. Đấy, thì từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cao cái trải nghiệm của Microsoft Teams, trải nghiệm của email. Đấy. Và cái kết nối của chúng ta từ cái máy client á đến với cái máy Windows 365 này á, nó không cần yêu cầu chúng ta có một cái bandwidth quá lớn. Bởi vì á, nó chỉ là cái traffic để chúng ta remote thôi, traffic để chúng ta control, chúng ta remote thôi. Nó không có data chạy ở trên cái phần mà chúng ta thực hiện, chúng ta remote. Một chút nữa Hiếu sẽ có cái phần demo liên quan tới cái phần này. Yeah. Ok, thì kế tiếp là cái phần demo để mà các anh chị có thể là chúng ta sẽ thấy rõ, thấy chi tiết vào cái giải pháp Windows 365 này nó hoạt động như thế nào. Đấy, thì ở đây Hiếu có một cái phần demo là Hiếu sẽ demo cái phần là chúng ta gán cái license Windows 365 này cho người dùng như thế nào và người dùng họ sẽ trải nghiệm như thế nào nhé. Đấy, ok. Thì đây là cái portal Microsoft 365 Admin Center rất là quen thuộc với các anh chị chúng ta quản trị về Office 365 đúng không ạ? Thì trên đây chúng ta có thể là chúng ta quản trị user. Thì cái cách mà chúng ta quản trị á, thì chúng ta cũng gán cái phần license của Office 365. Thì ở đây á, khi mà chúng ta triển khai Windows 365 thì chúng ta cũng gán cái license Windows 365. Giống như Hiếu có cái license là 2 vCPU nè, 8 RAM nè và 128GB về mặt storage cho phía người dùng. Đấy, và sau khi mà Hiếu gán cái license rồi thì khi mà người dùng login vào cái portal của Windows 365 á, thì họ sẽ thấy có sẵn một cái máy tính Cloud PC ở đây. Đấy, và cái
Cái phần mà người dùng họ truy cập vào cái Windows 365 này nó cũng có một cái phần là chúng ta tích hợp để mà bảo mật hơn, đó là chúng ta sẽ tích hợp cái phần MFA, Multi Factor Authentication, cho người dùng thì họ phải xác thực đa nhân tố thì mới login vào được cái portal của Windows 365. Thì các anh chị thấy khi mà người dùng login vào á, là họ đã có sẵn một cái máy tính Cloud PC rồi đúng không ạ? Đấy, đúng với cái cấu hình, cái license mà chúng ta mua. Đấy, thì họ chỉ cần là họ sẽ remote vào thôi. Đấy. Thì ở trên cái portal này, cái giao diện của người dùng này á, thì họ có một số cái tính năng căn bản để họ có thể họ tự họ troubleshoot. Đấy, ví dụ họ có thể tự reset máy nè, họ có thể tự rename máy nè, hay là họ có thể tự troubleshoot về cái mặt network connection. Đấy, ví dụ như chúng ta remote và nó thấy nó hơi chậm. Đấy, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ thực hiện chạy cái phần troubleshoot về network connection này để nó thông báo cho chúng ta là cái hiện tại là cái mạng nhà chúng ta nó có gặp vấn đề gì không. Đấy, cái bandwidth, cái latency của chúng ta như thế nào. Ngoài ra thì khi ngoài cái việc là chúng ta login vào cái Windows 365 thông qua trình duyệt web thì chúng ta còn có thể là tải một số các ứng dụng remote desktop ở trên cái máy của chúng ta để chúng ta có thể remote vào. Đấy. Thì các anh chị thấy là Hiếu thực hiện cái việc là Hiếu remote vào cái máy tính Windows 365 này. Đấy. Thì các anh chị thấy là nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái trải nghiệm Windows hầu như là gần giống như là chúng ta đang sử dụng một cái máy tính Windows vậy. Mặc dù là chúng ta đang sử dụng một cái máy tính Mac đó, rồi chúng ta mở cái phần trình duyệt web Chrome ra, rồi chúng ta remote thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta lại remote vào một cái máy tính Windows, chúng ta trải nghiệm một cái máy tính Windows. Thì ở đây á, là nó có sẵn tất cả những cái ứng dụng Microsoft Teams, rồi Exchange, Outlook, tất cả giống như là chúng ta đang sử dụng một cái máy tính Windows vậy. Thì nó rất là hay, ở cái là Hiếu cũng chia sẻ là Hiếu là rất là thích xài MacBook. Đấy, nhưng mà công ty ở Toyota thì họ là những cái ứng dụng mà Toyota cấp á, là làm việc trên máy tính Windows. Cho nên á, là Hiếu phải Hiếu xài song song. Giữa hai cái phần này, Hiếu có một cái máy tính Mac, rồi Hiếu có một cái Windows 365 để mà Hiếu thực hiện, Hiếu remote vào để Hiếu làm một số cái tác vụ, chạy một số cái ứng dụng mà nó chỉ hỗ trợ trên Windows thôi. Đấy, đó là cái chia sẻ của mình. Thì một cái phần demo nữa, giống như Hiếu nói là nó cũng sẽ từ một cái nền tảng khác, từ một cái MacBook hoặc là từ một cái iPad cũng được các anh chị. Đấy, là chúng ta đều có thể remote vào. Ví dụ như Hiếu có một cái MacBook ở đây, là chúng ta có thể ngoài cái trình duyệt web thì chúng ta có thể tải cái phần remote desktop, giống như Hiếu sử dụng một cái ứng dụng remote desktop ở trên cái máy Mac nè. Đấy, để mà Hiếu remote vào cái máy tính Cloud PC. Thì các anh chị thấy là Hiếu có một cái máy tính Cloud PC ở đây và chúng ta chỉ double click vào để chúng ta remote thôi. Thì ngay lập tức là nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái trải nghiệm của một cái máy tính Windows. Thay vì là chúng ta phải mua một cái máy Mac với một cái máy tính Windows đúng không ạ? Thì bây giờ là rất là nhanh chóng để chúng ta trải nghiệm một cái máy tính chạy Windows 11 ở trên cái nền tảng của Windows 365. Rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Chúng ta có sẵn cái việc là chúng ta đang soạn dở cái phần email, chúng ta có Microsoft Teams, các thứ đang soạn dở tài liệu Word, Excel thì nó vẫn ở đó thôi, chúng ta không cần phải tắt máy. Đấy, ví dụ như chúng ta làm việc ở văn phòng rồi chúng ta đi về nhà, thường chúng ta tắt máy rồi chúng ta phải đóng cái tài liệu mà chúng ta đang soạn thảo đúng không ạ? Về chúng ta phải mở lên lại. Còn đối với Windows 365 chúng ta chỉ cần tắt cái session remote desktop thôi. Đấy. Ok. Thì ok, cái session share của Hiếu thì nó mới bị mất. Thì Hiếu xin mở chia sẻ lại cái phần slide của mình. Ok, đến với cái phần kế tiếp á, thì chắc hẳn là qua cái phần mà Hiếu demo á, thì các anh chị chúng ta cũng thấy được cái nguyên lý hoạt động của Windows 365 nó đơn giản như thế nào. Thì chúng ta cùng review lại là Windows 365 nó mang lại những cái lợi ích gì. Cái thứ nhất là về data security á, là nó sẽ giúp cho doanh nghiệp chúng ta nâng cao về. Không biết là anh chị nào thường check cái phần control. Ok. Ok, Hiếu đã check back lại rồi. Thì ok, Hiếu tiếp tục nha. Thì cái phần về data security á, thì các anh chị cũng thấy là những cái dữ liệu mà những cái dữ liệu nhạy cảm của ở phía người dùng á, là nó đều lưu ở trên những cái máy tính, những cái máy chạm mão ở trên Windows 365. Nó không có lưu ở những cái máy tính client của người dùng. Cho nên á, là cái máy tính client của người dùng là chúng ta không cần quan tâm nữa. Đấy. Và những cái dữ liệu đó là chúng ta sẽ được bảo mật ở trên cái hệ thống của Windows 365. Đấy.
Chính như cái phần thứ hai nữa là đối với Windows 5 thì chúng ta có cung cấp là rất nhiều những cái license có cái performance cao, ví dụ như là cái số lượng CPU, số lượng RAM cao thì nó đều có cung cấp những cái license để phục vụ cho cái nhu cầu của chúng ta. Ngay cả những cái license có hỗ trợ về card màn hình thì chúng ta cũng có thể triển khai trên cái nền tảng Windows 365 này. Cái phần thứ ba là chúng ta sẽ triển khai được cái Bring Your Own PC program. Thì khi mà chúng ta triển khai được thì user chúng ta rất là linh động để họ có thể sử dụng cái máy tính Cloud PC này để làm việc. Như họ ở công ty, đấy, họ về nhà họ không cần phải mang cái laptop của họ về. Đấy, ở nhà họ chỉ cần có một cái iPad hay là một cái máy tính gì đó là họ có thể remote vào trên cái máy tính của công ty để mà họ làm việc rồi. Đấy. Và một số các lợi ích khác, ví dụ như là đối với một số các nguồn nhân lực mà tạm thời hay là chúng ta thuê outsourcing á, trong vòng vài tháng, ví dụ như chúng ta thuê một cái đội trong vòng 3 tháng thì chúng ta sau 3 tháng đó thì rất là nhanh chóng để chúng ta có thể thu hồi lại những cái license Windows 365 này, thay vì đó là chúng ta phải thu hồi lại những cái thiết bị laptop phần cứng thì bây giờ chúng ta chỉ cần thu hồi lại cái phần license thôi là user đó họ sẽ không có cái máy tính để mà họ remote vào và chúng ta sẽ lấy cái phần license đó chúng ta cấp cho một cái user khác chẳng hạn. Đấy. Đối với cái phần Windows 365 đó, nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái cấu hình để mà chúng ta có thể lựa chọn nó phù hợp với cái đối tượng người dùng của chúng ta. Ví dụ như là các anh chị làm về back office thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái cấu hình thấp. Còn những cái anh chị làm về IT hay làm về designer thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phần cấu hình cao. Thì ở đây á, là Hiếu show ra cái phần licensing cộng với cái phần chi phí và Hiếu sẽ mô tả là trong cái phần licensing này nó như thế nào để các anh chị chúng ta nắm rõ về cái mức pricing của Windows 365 nha. Thì căn bản là Windows 365 á, nó cũng giống như là Office 365 về cái mặt phân bổ, về mặt licensing thôi. Chúng ta cũng có basic, cũng có standard và cũng có premium. Đấy, nhưng mà nó là Windows 365 nha, chứ nó không phải là Microsoft 365. Thì trong cái Windows 365 này, đây là cái mức phí là trên một người dùng trên một tháng. Thì đứng ứng với cái mức phí này thì nó sẽ có cái gì ở trong cái mức phí này? Cái thứ nhất á, là Microsoft họ sẽ cấp cho chúng ta một cái máy chạm, nó có cái cấu hình sau đây, nó sẽ có cấu hình và nó sẽ có một cái storage sau đây để mà chúng ta sử dụng trong một tháng, nó tương ứng với là cái số tiền ở trên đây là một user trên một tháng. Thì ngoài cái cấu hình phần cứng này thì cái license bản quyền Windows 10, Windows 11 ở trên cái Windows 365 này á, là Microsoft họ đã bundle vào cái giá này luôn rồi. Chứ không phải là chúng ta mua cái Windows 365 rồi chúng ta phải mua cái license của Windows 10, Windows 11 nha. Không phải các anh chị. License của Windows 10, Windows 11, Microsoft họ đã convert theo cái dạng subscription và họ đã bundle vào cái giá này luôn rồi. Cho nên khi mà chúng ta mua cái Windows 365 á, là chúng ta không cần phải mua thêm cái license của Windows 10, Windows 11 nữa. Đấy, cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba á, là trong cái license Windows 365 này á, nó có cho chúng ta cái bộ Office Upline, tức là Word, Excel, PowerPoint, bộ Office Upline có sẵn ở trong cái Windows 365 này luôn. Chúng ta không cần phải mua cái bộ Office Upline. Và cái phần mềm Outlook và cái phần mềm OneDrive 1T, tức là chúng ta mua cái license này thì user của chúng ta một tháng họ đã có cái OneDrive 1T rồi, nó được bundle vào trong cái phần này luôn. Đấy. Các anh chị thấy là ngoài cái một cái họ cấp cho chúng ta một cái Cloud PC này, rồi cái license của Windows 10, Windows 11 được bundle vào trong đó này, chúng ta có cái bộ Office Upline này, chúng ta có cả OneDrive 1T luôn ở trong một cùng một cái giá như thế này. Đấy, thì các anh chị thấy nếu mà chúng ta tận dụng được rất là nhiều những cái tính năng ở trong cái package, cái bộ license này của Microsoft thì cái mức giá nó sẽ rất là tối ưu về cái mặt là những thông qua những cái lợi ích mà Windows 365 mang lại. Dạ. Thì đó cũng là kết thúc cái phần chia sẻ của Hiếu về cái giải pháp Windows 365. Nó có thể kết hợp rất là chặt chẽ đến với những cái hệ sinh thái giải pháp của Microsoft, ví dụ như Microsoft 365 chẳng hạn. Dạ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Nếu các anh chị có câu hỏi thì mình chat vào cái phần box chat nhé, thì Hiếu sẽ giải đáp cho các anh chị. Dạ. Cảm ơn các anh chị ạ. Dạ vâng, thì em cảm ơn phần trình bày của anh Hiếu. Thì có một vị khán giả cũng vừa có câu hỏi cũng liên quan tới phần của anh vừa trình bày. Thì vị khán giả này có hỏi là cho mình hỏi đối với máy tính này thì việc sử dụng nhiều màn hình sẽ triển khai như thế nào ạ? Hiếu có thể rõ giúp. Thế này em
em nói rõ rõ lên giúp anh một xíu nha. Hoặc là Thịnh có thể share cái màn hình của em á, rồi em mở một cái file Word, em copy cái câu hỏi vào, rồi mình sẽ cùng giải đáp. Tại vì em nó hơi nhỏ, anh chưa biết câu nào. Ok, anh thấy rồi. Rất là cảm ơn cái câu hỏi của anh chị NK nha. Cho mình hỏi đối với máy tính này thì việc sử dụng nhiều màn hình như thế nào? Thì cái việc này là chúng ta đều sử dụng cái việc là nhiều màn hình được nha các anh chị. Các anh chị sẽ thấy khi mà chúng ta remote vào cái máy này á, ví dụ như chúng ta có hai cái màn hình, hai cái monitor đi, thì cái máy mà chúng ta remote này nó có thể extend ra hai cái màn hình của chúng ta được luôn. Đấy, chứ không phải là chúng ta chỉ sử dụng một cái màn hình ở trên cái session remote thôi nha. Cái này là Hiếu đã test rồi. Ví dụ như là Hiếu remote vào cái máy tính đó. Đấy, Hiếu mở một cái file Excel, rồi Hiếu sẽ kéo cái file Excel đó qua một cái màn hình khác. Đấy, chúng ta làm được luôn. Đối với một số các user á, là họ sẽ có hai cái màn hình, họ sẽ có hai cái monitor. Thì việc này là chúng ta làm được nha. Chúng ta sẽ extend ra được. Đối với cái session remote này, chúng ta extend ra tất cả những cái monitor. Chúng ta gắn cái phần HDMI vào cái máy tính client của mình, hay là chúng ta thường gọi là thin client đó. Đấy, chúng ta gắn vào thì nó span ra tất cả những cái máy tính monitor được. Dạ, yeah, cảm ơn câu hỏi của anh chị NK nha. Dạ, anh nghe tiếng rõ em chưa anh Hiếu? Cũng còn hơi nhỏ nhưng mà anh thấy câu hỏi rồi Thịnh ơi, chắc là để anh đọc luôn. Rồi. Ok, cảm ơn cái câu hỏi của anh Thới nha anh Thới. Dạ, khi sử dụng cái Cloud Window này thì hợp Microsoft Teams và Micro và Speaker như thế nào? Đấy, một câu hỏi rất là hay đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta thực hiện Windows 365 này á, thì cái Session Remote của chúng ta á, nó có một cái tính năng mà để chúng ta có thể redirect. Đấy, chúng ta redirect. Thì ví dụ như chúng ta mở Microsoft Teams ở trên cái Windows 365 đi. Đó, thì cái Session Redirect đó nó sẽ mang cái tiếng của chúng ta ra bên ngoài cái máy tính client á, và nó sẽ nói lên. Tức là chúng ta sẽ sử dụng cái speaker và cái mic của chúng ta ở cái máy tính client, nhưng mà nó sẽ được tích hợp redirect vào trên cái Microsoft Teams mà chúng ta đang mở ở trên cái máy tính Windows 365. Tương tự như là cái máy in cũng vậy nè. Ví dụ như chúng ta mở cái file Excel ở trên cái máy tính Cloud PC này đi. Đó, rồi anh bấm in thì nó sẽ redirect cái session in đó ra bên cái máy tính client. Và ở cái máy tính client á, là chúng ta có kết nối với một cái máy in thì chúng ta in được. Đó, nó sẽ có redirect rất là nhiều những cái công cụ. Ví dụ Microsoft Teams đi, chúng ta có một cái camera rời ở cái máy tính client á. Đấy, có một cái camera ở máy tính client. Thì cái camera của mình á, nó có thể là nó sẽ tích hợp với cái Microsoft Teams mà chúng ta đang hợp ở máy tính Windows 365 luôn. Đó, việc này là chúng ta hoàn toàn có thể làm được anh. Dạ. Rất cảm ơn câu hỏi của anh Thới, câu hỏi rất là hay. Cho mình hỏi sử dụng máy tính này thì việc in ấn. À, rất cảm ơn câu hỏi của anh Thiện là cái việc in á, mấy nãy em cũng trả lời rồi. Tuy nhiên là em cũng trả lời thêm một cái phần nữa là đối với cái solution về in anh, là chúng ta còn thêm một cái solution nữa, nó gọi là Printing Universal. Alo. Nó gọi là Printing Universal, thì nó là một cái giải pháp về máy in nằm trên nền tảng cloud. Đấy, thì cái Printing Universal đó căn bản là cái bọc đồ về máy in á, về quản trị máy in á, nó nằm ở trên cloud, và chúng ta sẽ join tất cả những cái máy in của chúng ta để mà cái phần Printing Universal đó nó quản lý. Thì cái Printing Universal đó nó kết hợp với cái hệ thống Windows 365 của chúng ta ở bên đây. Đấy, thì tất cả những cái request về in ấn á, nó sẽ được gửi đến cái Printing Universal đó, và cái Printing Universal đó nó sẽ rút xuống tất cả những cái máy in vật lý của chúng ta ở ở những cái văn phòng ở bất kỳ nơi đâu để mà chúng ta có thể thực hiện việc in ấn nha. Rất cảm ơn câu hỏi của anh Thiền. Dạ. Dạ rồi, thì anh Hiếu đã nghe rõ tiếng em chưa anh Hiếu? Rồi, ok rồi, thành ra. Dạ rồi. Thì mình trở lại câu hỏi đầu tiên á, thì có một anh chị là Trần Minh Phương hay là Phượng gì đó, anh chị có hỏi là domain controller server ở trong mạng LAN nội bộ on remind thì có đồng bộ Active Directory lên Office 365 để user có thể login Office 365 bằng domain account được không? Vấn đề bảo mật ra sao, có an toàn cho domain controller server hay không ạ? Dạ rồi, thì nhà anh Hiếu giúp anh chị trả lời câu hỏi này ạ.
Rồi, ok Thịnh, cảm ơn Thịnh. Rất là cảm ơn câu hỏi của anh Phương à. Thì đối với cái phần ID local thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đồng bộ lên cái phần Azure ID để mà chúng ta tạo ra một cái nó gọi là cái phần là Hadoop Identity. Thì lúc đó là chúng ta sẽ centralize được cái phần Identity. Thì một người user trong hệ thống của chúng ta lúc đó họ chỉ có một cái account thôi. Còn nếu mà chúng ta không tích hợp cái phần ID local lên cái phần Azure ID á, thì lúc đó một user họ sẽ có hai cái account. Tuy là cùng một cái username nhưng mà họ sẽ có hai account bởi vì là hai hệ thống identity khác nhau. Ví dụ như là cái máy tính họ join domain đi, thì khi mà họ đăng nhập vào máy tính thì nó sẽ xác thực thông qua ID local thì một account. Nhưng mà khi mà họ login ở phía 365 á, thì họ phải login lại đấy bằng một cái account khác. Đấy, thì họ sẽ có hai account. Cho nên là luôn luôn là cái việc là triển khai Microsoft 365, nếu mà chúng ta đã có ID local thì chúng ta nên đồng bộ cái phần ID local lên để mà chúng ta centralize cho cái phần identity. Cái mục đích thứ hai mà khi mà để mà chúng ta đồng bộ lên á, là để chúng ta tích hợp những cái giải pháp về bảo mật ở trên cái nền tảng của Microsoft 365 mà ở dưới ID local mình không triển khai được. Ví dụ như MFA đi, nó chỉ apply lên cho được cho Office 365 thôi đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể, khi mà chúng ta đồng bộ rồi thì chúng ta có thể apply cái phần MFA lên tất cả những cái session ở trên hệ thống của chúng ta. Đấy, cái thứ hai nữa, ví dụ conditional access đi. Đấy, truy cập theo điều kiện. Đấy, thì khi chúng ta đồng bộ thì chúng ta có thể triển khai cái phần conditional access cho người dùng của chúng ta để bảo mật cái phần identity. Đấy, cho nên là cái này là luôn luôn là tụi em khi mà triển khai đó là tụi em đều recommend cho khách hàng là đồng bộ cái phần ID local lên nè. Dạ. Nó sẽ nâng cao được cái việc bảo mật, với lại là những cái giải pháp của Windows 365 á, là chúng ta có thể tích hợp được vào cho cái môi trường on-premise của mình. Và thêm một cái use case nữa em thấy khá hay, nếu mà chúng ta tích hợp được á, thì những cái user khi mà chúng ta đồng bộ được identity đi, đấy, thì user họ truy cập vào những cái ứng dụng on-frame á, ứng dụng chạy ở local chúng ta, ví dụ như chúng ta có file server đi, đấy, thì chúng ta có thể tích hợp cái bằng Azure ID để mà cái phiên truy cập của người dùng á, nó redirect về dưới on-frame, chúng ta sẽ triển khai thêm một cái thành phần nó gọi là Azure ID App Proxy để mà nó có thể redirect cái phiên truy cập của người dùng về là dưới on-frame của mình. Dạ. Dạ, rất là cảm ơn câu hỏi của anh Phương ạ. Dạ, rồi thì em thấy là cái câu anh Phan Hoài Vũ anh vừa hỏi á, thì chắc cái này là liên quan tới phần connect về cái Windows 365 mà của anh Hiếu vừa trình bày. Thì trong bối cảnh các quan hay bị đứt, mạng Internet của user khi làm việc tại nhà rất khác nhau, có thể tại phòng trọ, nhà riêng, thì băng thông tối thiểu là bao nhiêu và dùng 4G có ổn để triển khai được cái nền tảng đó không ạ? À? Dạ, nhà anh Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ, em rất là cảm ơn câu hỏi của anh Vũ ạ. À. Thì cái câu hỏi của anh á, là được rất là nhiều những cái khách hàng họ hỏi về cái Windows 365. Bởi vì là hệ thống của chúng ta nằm bên Singapore đúng không ạ? Thì cái phần connection á, nó cũng là một cái mà chúng ta cần phải xem xét trước khi chúng ta sử dụng cái dịch vụ Windows 365. Thì đối với cái phần recommend của hãng á, thì cái session Windows 365 chúng ta recommend là cái phần bandwidth mà hãng yêu cầu á, nó từ 30, tối thiểu là 30 trở lên. Đấy là chúng ta có thể trải nghiệm được cái phần Windows 365 rồi. Thì khi mà chúng ta cái bandwidth mà cái hệ thống mạng ở nhà của chúng ta, ví dụ như chúng ta 30 thì chúng ta sẽ truy cập vào cái Windows 365 này nó tương ứng với một cái mức độ phân giải khác, một cái mức độ phân giải em ví dụ như là A đi. Đấy nó chưa phải HD, nhưng mà nếu mà cái mạng nhà của mình á được 10 MB hay 20 MB hoặc là nó sẽ cao lên 30 MB chẳng hạn, thì là chúng ta sẽ đạt được một cái độ phân giải nó cao hơn. Đấy, thì cái đối với cái trải nghiệm của em á, em cũng xin chia sẻ với anh Vũ là em thấy rất là mượt luôn. Ví dụ như ở đây em chia sẻ cái màn hình của em cho anh Vũ thấy nè. Đấy, thì ở đây á, cái mạng em đang sử dụng cái mạng nhà của em nè, thì thật sự ra là em sử dụng wifi thì là nó cũng không có cao đâu. Em thấy là bình bổn đồ là nó cũng lâu lâu là nó cũng chập chờn lắm, và anh sử dụng 4G thì rất là tốt rồi, hơn cái mạng nhà của em luôn á. Đấy, nhưng mà em vẫn sử dụng trải nghiệm cho cái phần Windows 365 này rất là tốt. Ví dụ như ở đây đi, đây là cái mạng nhà em sử dụng một cái máy tính Windows 10. Ví dụ như em test cái phần speed test cho anh Vũ xem nha.
Đây, ví dụ như em test cái phần speed test đi thì mạng nhà em nó chỉ đâu đó tầm mấy chục mê thôi, cũng mạng FTTH bình thường ra đấy. Ok, à, ví dụ như em đo đi, đấy chúng ta sẽ lấy tầm upload đấy, thì các anh chị thấy là nó chỉ là mạng gia đình thôi, và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng 3G, 4G để mà chúng ta phục vụ cho cái session về Windows 365 này. Đấy, cái này không biết sao em đo nó lên cao chứ mạng nhà em là chỉ gói 20 mê thôi. Đấy, thì bây giờ là em sẽ thực hiện remote vào cái máy tính Windows 11 của em để demo cho anh Vũ nha. Đấy, thì ở đây em lập tức em remote vào một cái máy tính Windows 365. Thì anh thấy là cái trải nghiệm của máy tính Windows 11 rất là mượt đúng không ạ? Ví dụ như em nắm một cái file em kéo thả này. Đấy, nếu như là mạng nhà của anh là nó có cái bandwidth cao á, hay là cái latency nó cao á, thì cái độ phân giải anh đạt được á, nó sẽ cao. Đó, còn cái mức tối thiểu là sẽ là 30 để chúng ta trải nghiệm. Đó, anh thấy ví dụ như em nắm cái file nó rất là mượt đúng không ạ? Thì bắt đầu là em sẽ test cái phần speed test ở trên cái máy này để anh thấy. Thì đây là một cái use case rất là hay để mà chúng ta có thể tận dụng được cái hạ tầng ở trên máy của cái nền tảng cloud của Microsoft. Thì mạng nhà em nó chỉ là mấy chục mê thôi. Đấy, nhưng mà khi mà em sử dụng cái máy tính Windows 365 này thì các anh chị thấy là download và upload nó lên tới là 3 4 gig, 3 4 gig này là per second. Đấy, nó là bit per second, nó là cái tốc độ. Đấy, đấy là anh Vũ thấy là nó sẽ rất là nhanh đúng không ạ? Những cái use case mà chúng ta sẽ cần. Và nếu mà các anh chị làm về designer á, mà chúng ta cần á, thì chúng ta provisioning những cái máy Windows 365 này nó có hỗ trợ về cái kẹt màn hình á. Đấy, để cho các anh chị designer chúng ta rendering một số cái tác vụ, hay là chúng ta chạy SolidWorks chẳng hạn. Đấy. Dạ, thì hy vọng là cái phần demo của em nó cũng phần nào cũng thể hiện cũng giải đáp được cái đắn đo của anh Vũ về cái connection giữa cái máy tính client của chúng ta sang cái máy tính Windows 365 nằm ở bên sinh ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Vũ. Dạ rồi, em cảm ơn anh Hiếu về phần chia sẻ của mình cho các khán giả ở đây. Thì câu hỏi tiếp theo thì là em xin dành cho anh Ngà. Thì có một câu hỏi dành cho anh Ngà là ban tổ chức cho mình hỏi về role admin trong portal Microsoft 365. Thì ngoài global admin thì có thể chọn phân quyền nào khác cấp cho admin khác quản lý và xem được các product download key khi mua sản phẩm thông qua kênh CSP hay không? Dạ rồi, em mời anh Ngà có thể trả lời giúp cho câu hỏi này ạ. Dạ, em cảm ơn anh Tuấn đã gửi câu hỏi này ạ. Thì em xin trả lời câu hỏi của anh Tuấn như sau ha. Thì ở trên cái hệ thống Microsoft 365 của mình á, ngoài cái quyền Global Admin là quyền có thể là chỉnh sửa hay là triển khai cái hệ thống Microsoft 365 mình là chính á, thì sẽ có cái phần quyền đó là quyền Global Reader. Thì cái quyền Global Reader ở đây là cái quyền dùng để gán cho một cái user đó và để cho user đó xem được những cái cấu hình của người global admin. Có nghĩa là cái người này chỉ được quyền xem và kiểm tra xem là cái người quyền global admin này đã làm cái gì thôi, và cái người global reader này không thể chỉnh sửa hay là thao tác sửa là cấu hình thêm cái gì đó ở trong cái hệ thống này. Ngoài ra thì đối với cái phần mà quản lý về cái download key khi mua sản phẩm thông qua CSP á, thì ở trên Microsoft sẽ có thêm một cái quyền nữa ở đây, đó là cái quyền Office App Admin. Office App Admin thì các anh chị cũng biết là nó là một cái quyền dùng để quản lý những cái app, những cái bản quyền của cái bộ Office mà mình sử dụng, thì cái đó là nó liên quan tới Office App. Còn gần nhất là sẽ mình chỉ cần cấp cái quyền Global Reader cho user thôi, là người đó có thể vào xem và không có quyền kiểm tra hay là chỉnh sửa gì hết à. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh Lê Tuấn ạ. Ngài ơi, có một cái phần này á, Hiếu xin phép bổ sung thêm cái phần trả lời cho cái câu hỏi này á, tại vì anh Tuấn Dạ. anh có hỏi cụ thể là Hiếu thấy là cái phần product on frame, thì Hiếu nghĩ là anh Tuấn đang hỏi về một số các license, về perpetual license á, bởi vì là các anh chị cũng biết là cái kênh open license á của Microsoft họ nó đã bỏ cái kênh open license rồi. Thì là ý anh Tuấn ấy, Hiếu đang hiểu là chúng ta có thể mua một số các license mà perpetual license, ví dụ Windows Server license CAN, ADS CAN các thứ, thì bây giờ là chúng ta đều có thể mua qua kênh CSP. Thì những cái license đó là
người IT admin á, họ vẫn có thể download từ trên cái portal của Microsoft 365 admin chứ không còn là cái portal volume license như như hồi trước nữa. Đấy, thì ý anh Tuấn nói là cái quyền nào có thể download cụ thể cái license này. Thì qua cái phần chia sẻ của Hà á, thì là anh Tuấn cũng cũng biết được một số các role mà chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể tải cái bộ Office chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là cái phần cái quyền của cái bộ Office. Tuy nhiên là cái product mà on-frame, ví dụ anh muốn tải license mà Windows Server can á, thì anh sẽ assign cho cái user đó về cái role là billing admin hoặc là license admin, thì một trong hai cái role đó thì họ đều có thể là họ quản trị những cái license mà chúng ta mua thông qua kênh CSP, mua cái license mà perpetual license thông qua kênh CSP anh. Dạ. Dạ vâng, em cảm ơn bổ sung của anh Hiếu ạ. Thì mong cái phần trả lời của anh Hiếu và của em cũng đã giải đáp những cái thắc mắc cho anh Tuấn ạ. Dạ, dạ và rất là cảm ơn câu hỏi của anh Tuấn nha. Dạ rồi, thì em cảm ơn phần chia sẻ của các anh ha. Thì hiện tại câu hỏi của các khách hàng thì vẫn chưa có thêm câu hỏi mới. Thì em chia sẻ cái bản câu hỏi mà khách hàng quan tâm vào phần đăng ký. Thì bây giờ có câu hỏi là từ anh Trương Trọng Hiếu. Thì user Microsoft sử dụng PC cài OneDrive đồng bộ dữ liệu với OneDrive on cloud. Trong trường hợp máy tính nhiễm virus và các tập tin bị thay đổi file extension thì có phải toàn bộ sẽ được đồng bộ on cloud? Nếu xảy ra như vậy thì Microsoft có thể rollback trạng thái extension về như cũ được không? Với các tệp tin document như Word, Excel chứ macro nguy hiểm. Khi gửi email đến, tuy nhiên Exchange Online Protect phát hiện và cách ly email không cho gửi đến người nhận. Tuy nhiên, các nhân sự trong công ty cố tình gửi thông qua các phần mềm khác và đưa các tệp tin này vào OneDrive. Thì câu hỏi đặt ra, liệu Microsoft có cách nào phát hiện, ngăn ngừa và không cho người dùng upload lên hay không? Thì em nhờ anh Ngà hay là anh Hiếu có thể cùng nhau giải đáp thắc mắc này cho anh Trương Trọng Hiếu ạ. À Ngà ơi, phần này chắc là Ngà giải đáp hay Ngà? À dạ vâng ạ. Thì em cảm ơn câu hỏi của anh Hiếu ạ. Thì hiện tại á, thì đối với em trả lời từng ý của anh Hiếu ha, thì đầu tiên á, là cái việc mà user tải cái file, cái tệp đó lên trên cái OneDrive và cái file đó đã bị thay đổi về cái file extension á, khi mà đồng bộ lên cái OneDrive của mình rồi á, thì ở đây á, hiện tại thì OneDrive sẽ không có thể rollback lại về được cái đuôi file ban đầu nữa. Tuy nhiên thì để mà giải quyết được cái vấn đề này, để mà cái ý thứ hai đó là để nhằm ngăn chặn từ cái phần gốc luôn, để tránh trường hợp là user tải những cái file độc hại này lên trên OneDrive á, thì ở đây thì bên phía Microsoft á, người ta sẽ họ có cung cấp những cái giấy phép như là Microsoft Defender nè, hay là những cái, để mà tạo những cái bộ lọc giúp cho ngăn chặn tải những cái file độc hại nè, file virus. Thì cái giấy phép Microsoft Defender này á, thì em nói thêm tí xíu là nó sẽ có sẵn trong những cái giấy phép lớn, ví dụ như là Microsoft Premium hay là gói E365. Thì cái mình có cái giấy phép này, mình ngoài cái việc là mình tạo những cái bộ lọc file cho OneDrive nè, mình còn có thể tạo được bộ lọc file cho SharePoint hay là tạo bộ lọc cho cái việc mình gửi email luôn. Mình có thể tạo để tránh cái việc người dùng gửi những cái file độc hại hay là nhận được những cái file độc hại. Dạ, yeah. Thì đó là cái thông tin em xin cung cấp tên Hiếu ạ. Mong là cái thông tin của em có thể giải đáp phần nào được về cái câu hỏi của mình ạ. Em cảm ơn phần trình bày của anh Ngà ha. Thì không biết anh Hiếu có đang xem live hay không. Không biết là câu hỏi của anh, câu trả lời của anh Ngà có thể giải đáp được mắc của anh chưa. Thì tiếp theo thì mình sẽ tới cái phần câu hỏi của anh Hoàng Lê Vân ha. Thì anh có hỏi là giá sản phẩm tại Mắc Bảo như thế nào so với các nhà cung cấp khác và điều gì làm Mắc Bảo khác biệt. Thì câu hỏi này là em nghĩ là anh cho chị Vân có thể giúp em giải đáp câu hỏi này được không ạ? Cảm ơn Thịnh nha. Thì đối dạ với rồi. Câu hỏi của anh Giang về cái việc vấn đề giá của nhà cung cấp Mắc Bảo có gì khác không so với các nhà cung cấp khác,
Thì thật ra thì mắc bão hiện tại đang là gold partner của Microsoft, và chính sách của giá của mắc bão thì được cung cấp theo hạn mức của Microsoft cung cấp về. Giá hiện tại được niêm yết trực tiếp tại trang mắc bão.net, thì anh chị có thể lên trực tiếp trang mắc bão.net và vào phần Microsoft thì mình có thể tham khảo được. À, còn nói về điều gì mắc bão có thể khác biệt so với các nhà cung cấp khác, thì thật ra đối với Vân nghĩ là hiện tại mắc bão có hai điều khác biệt. Thứ nhất là mắc bão là nhà cung cấp lưu trữ, dịch vụ lưu trữ hàng đầu của Việt Nam hiện tại. Thì với hạ tầng mà mắc bão đang sẵn có thì mắc bão có thể tiết kiệm chi phí cho khách hàng bằng cái dịch vụ hybrid giữa Microsoft 365 và email V3. À, nếu mà các anh chị đã từng theo dõi các chuỗi webinar của mắc bão thì mình đã có biết đến cái dịch vụ này rồi. À, điều thứ hai là đội ngũ của mắc bão thì có hai bộ đang support 24/7/365 và chính sách hỗ trợ sau đăng ký. Mắc bão thì luôn, thật ra mình luôn tự hào là nhà cung cấp có đội ngũ support được khách hàng đánh giá rất là cao. Vì vậy khi mọi người đăng ký dịch vụ Microsoft 365 thì khi là đọc khách hàng và đồng hành sử dụng dịch vụ của mắc bão thì sẽ được hướng dẫn hỗ trợ theo chính sách của mắc bão hiện có và chính sách nâng cao. Thì cái chính sách nâng cao này thì đây là một trong những cái mà nhiều nhà cung cấp ở Việt Nam đang có nhưng mà vẫn chưa triển khai. Thì sau khi mà anh chị có thể đăng ký dịch vụ của mắc bão thì giống như anh nhà trước đó đã hỗ trợ, đã trình bày cho mình, thì việc mà setup domain, setup tenant thì mắc bão có thể sẽ hỗ trợ cho khách hàng cái phần này theo chính sách của mắc bão đã ban hành ạ. Thì xin hết em Thịnh. Dạ rồi, em cảm ơn chị Vân. Thì có câu hỏi ở dưới của anh ấy, thì anh có hỏi là ưu khuyết điểm của Microsoft 365 khi so với các hệ sinh thái khác. Thì câu hỏi này có thể nhờ chị Vân giải đáp giúp em luôn không được không ạ? Alo, chị Vân ơi. À, chị nghe. Thật ra thì đối với mình sẽ không thể nào mà mình chia sẻ cả cái ưu điểm và khuyết điểm của nhà cung cấp khác. Bởi vì mỗi cái loại hình dịch vụ thì mình sẽ có những cái ưu điểm, khuyết điểm riêng. Nhưng mà đối với dịch vụ Microsoft 365 thì giống như cái phần trình bày của Vân trước đó thì mình sẽ có những cái ưu điểm mà dịch vụ Microsoft 365 sẽ mang lại, giống như là mình sẽ có về cái đảm bảo sự ổn định nè, mình sẽ được cập nhật thường xuyên và làm việc, có thể làm việc bất kỳ nơi đâu, chia sẻ dữ liệu với OneDrive for Business và công cụ họp trực tuyến. Thì cái này chính là cái mà ưu điểm của Microsoft 365 hiện tại đang cung cấp. Và đối với dịch vụ Microsoft 365 thì đối với Microsoft 365 thì là một cái phần mềm mà rất quen thuộc đối với các anh chị sử dụng. Mình đã quen với Microsoft từ cái lúc mà mình bắt đầu liên hệ với môn tin học, từ cái thời mà mình còn đi học là Word, Excel, và sau này khi mình sử dụng lại đó là một cái điểm mạnh rất là lớn mà Microsoft đã đánh vào cái tâm lý khách hàng của mình và tạo một cái thói quen người dùng từ đầu. Thì khi đó mình sử dụng dịch vụ của Microsoft mình sẽ cảm thấy nó thân thuộc và mình dễ sử dụng hơn, và mình sẽ đỡ cái mất công ban đầu là mình phải training lại từ đầu, và nhân sự của mình đã gần như đã biết cái dịch vụ này rồi. Hy vọng là câu trả lời của em sẽ hài lòng được cái câu hỏi của anh chị ạ. Dạ rồi, thì em cảm ơn chị Vân ha. Thì thời gian của chương trình cũng có hạn, thì cảm ơn phần chia sẻ đầy đủ của anh Hiếu, anh Ngà cũng như chị Vân. Thì về quý khán giả hiện tại có mặt tại hội thảo trực tuyến lần này, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng và triển khai Microsoft 365 cho doanh nghiệp của mình, thì mời quý khán giả có thể gửi lại những phản hồi ở phần Q&A sau khi tham gia chương trình này. À, thì khi tham gia thì em lúc đầu em có nói là ở cuối chương trình thì chúng ta sẽ có cơ hội thử vận may với phần quà là tai nghe Bluetooth Mozart PS13 với thông tin chính là số điện thoại của quý vị mà vừa điền được trong form khảo sát mà em vừa gửi lúc trước đó. Thì thế lệ quay thưởng á, thì sẽ là dùng 4 số điện thoại cuối của quý khán giả hiện lên trên màn hình quay số, và khán giả cần xác nhận 4 số điện thoại cuối ở khung chat để ban tổ chức tiến hành trao giải. Thì ngoài ra, nếu như mọi người không có ngoài ra thì khi tham gia vào form đánh giá thì quý khách hàng chắc chắn sẽ nhận được phần quà khi tham dự webinar là 100 mẫu PowerPoint chuyên nghiệp cùng với bộ ebook kinh doanh trực tuyến được biên soạn từ những chuyên gia đầu ngành, cho nên đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn khi mà điền form đánh giá cho chương trình nha. Thì em cũng đã phổ biến được các cách để nhận quà. Thì dạ vâng, thì
lúc nãy thì em có gửi rồi á anh chị ơi, thì hiện tại thì em cũng đã tổng kết lại các thông tin của anh chị rồi, thì nên phần quay số trúng thưởng cũng sẽ bắt đầu luôn. Vâng, thì ở đây ạ, em sẽ có rất nhiều anh chị vẫn chưa điền form khảo sát, thì chúng ta có thể đợi một chút ha. Em gửi lại phần mẫu form khảo sát ở dưới đây cho anh chị ha. Thì chúng ta sẽ đợi khoảng 5 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu cho form khảo sát. Thì trong lúc đợi các anh chị điền form khảo anh chị mà chưa kịp điền form khảo sát á, thì có thể đặt câu hỏi cho diễn giả của chúng ta ở đây. Khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu cho khảo sát ha, cho phần quay số trúng thưởng ha. Dạ rồi ha, thì mình sẽ có khoảng 3 phút nữa để điền phần khảo sát, thì các anh chị nào vẫn chưa kịp điền thì mọi người nhanh chóng điền ạ. Khoảng 4 giờ 30 thì tụi em sẽ đóng phần khảo sát lại. Dạ vâng, thì không biết các anh chị cần câu hỏi nào muốn gửi đến cho các diễn giả của chúng ta ở đây không ạ? Nếu có thì mọi người có thể tranh thủ gửi lại câu hỏi ở đây nha. Dạ rồi ha, thì em đã 4:30 rồi, thì ban tổ chức xin đóng form đăng ký. Các form đăng ký, các thông tin nhận được sau thời gian này thì em sẽ không đưa vào danh sách được. Dạ rồi, thì đợi trong lúc ban kỹ thuật có thể tổng hợp thông tin của các anh chị thì khoảng chừng là 4 phút nữa.
Dạ vâng vâng em ban kỹ thuật đang đang có đang tổng hợp lại các thông tin của anh chị, khoảng chừng là 2 phút nữa thì tụi em sẽ bắt đầu tiến hành quay số ha mọi người. Ha, không biết rồi, không biết anh chị đã thấy được màn hình quay số từ chương trình chưa ạ? Nếu có thì mọi người comment số 1 cho em biết nha. Alo mọi người ơi, mọi người tương tác cho em biết được nếu như mọi người đã thấy được màn hình của dạ rồi rồi em thấy rồi. Dạ không thấy thì mọi người comment số 0 giúp em nha. Dạ rồi, chắc đa số anh chị đều thấy được màn hình rồi đúng không ạ? Màn hình đang được spotlight chính là màn hình quay số trúng thưởng cho chương trình lần này. Dạ rồi thì mọi người cũng đã em thấy mọi người cũng đã chuyển từ số 0 sang số 1 nhiều rồi thì em ban tổ chức xin tiến hành quay số cho vị khán giả đầu tiên may mắn nhận được tai nghe lần này. Thì mọi người lưu ý khi tên mọi người xuất hiện tại màn hình thì mọi người vui lòng xác nhận lại ở phần chat họ và tên cũng như bốn số điện thoại cuối của mọi người để ban tổ chức có thể liên hệ và tiến hành trao giải sau khi chương trình kết thúc ha. Dạ rồi thì vị khách hàng may mắn đầu tiên có số sẽ là rồi em mời kỹ thuật dừng 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 lại đây ạ. Dạ rồi, dạ số 83 anh Trần Văn Nhân có số điện thoại là 093189 xxxx. Nếu như anh Trần Văn Nhân vẫn đang xem chương trình thì mời anh có dạ rồi, em thấy anh Trần Văn Nhân rồi. Số điện thoại cuối là 7142. Dạ rồi. Dạ anh Trần Văn Nhân là 093189 8745. Dạ rồi rồi em cảm ơn anh Nhân. Thì thông tin này đúng với thông tin mà chương trình nhận được ạ. À. Rồi thì anh Nhân em chúc mừng anh Nhân là vị khán giả đầu tiên may mắn nhận được phần quà của chương trình. Dạ rồi thì em mời bên kỹ thuật có thể giúp em tìm ra được người may mắn thứ hai ạ. À. Dạ rồi, người kỹ thuật dừng lại số rồi ạ. Dạ rồi, số 40, anh Lê Phước Dũng, số điện thoại là 091963XXXX. Dạ rồi, không biết anh Lê Phước Dũng vẫn còn đang ở chương trình không ạ? À?
Thì mọi người đừng lo lắng, thì sau chương trình này tất cả quý khách hàng để tham gia đều có được phần quà cho riêng mình, đó chính là bộ template PowerPoint gồm 100 mẫu. Dạ rồi, có anh Lê Phước Dũng, anh Lê Phước Dũng có thể comment giúp em được 4 số điện thoại cuối của mình được không ạ? Để ban tổ chức có thể. Dạ rồi, anh Lê Phước Dũng số điện thoại là 0919631058, là vị khán giả thứ hai may mắn nhận được tai nghe Bluetooth từ thương chương trình. Dạ rồi, thì hai phần quà tai nghe Bluetooth cũng đã tìm được chủ nhân của mình. Thì chương trình cũng đã kết thúc tại đây, thì là phần quà may mắn của chương trình ngày hôm nay cũng đã tìm được chủ nhân của mình rồi. Thì phần quà sẽ được gửi đến anh chị từ 7 đến 10 ngày. Thì cảm ơn các anh chị có mặt ngày hôm nay đã tham gia hội thảo. Chương trình xin được phép kết thúc. Các thông tin về hội thảo do Mắt Bảo phối hợp tổ chức cũng như những cập nhật mới về Microsoft 365 sẽ được triển khai tại website matbao.net và trang Facebook của công ty cổ phần Mắt Bảo. Và mời quý khán giả có thể đón xem cho những chương trình kỳ sau. Em cảm ơn mọi người ạ. Nhân lão ngoại hả? Chậm ba mấy nữa. Em cam kết có 50-10. Em cam kết 50-10 tại vì anh biết. Có anh ấy liếc đi cái đống này. Cái này học cái tác rồi nha.